chương hai trăm linh một thiên đao minh thạch thanh không bao lâu lại một nhóm nhân mã mênh mông cùng cũng xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người cầm đầu hai người một cái quần áo hoa lệ một cái âu phục dày da nghiễm nhiên chính là thiên hải thị thiên cơ các võ viện cùng thương viện người phụ trách hai người sau lưng còn đi theo hơn mười người những người này cũng là thiên hải thị thiên cơ các tinh nhuệ bọn hắn vừa xuất hiện lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của toàn trường dù sao thiên cơ các nổi tiếng bên ngoài thế lực mạnh mẽ như vậy tất cả mọi người tương đối hiếu kỳ thiên cơ cát thiên hải thị võ viện người phụ trách tống đào thiên cơ cát thiên hải thị thương viện người phụ trách dương huân quan chiến tịch một chút có nhãn lực nhiệt tình người đã nhận ra cầm đầu hai người tống đào cùng dương huân sau khi xuất hiện tự ý tìm một chỗ tương đối khu vực không người nhau nhao ngồi xuống ta chính là thanh long hội chấp pháp trưởng lão trịnh nhất minh hoan nghênh chư vị đến lúc này một cái râu tóc bạc trắng lão giả đi đến trong tràng trung tâm khu vực lớn tiếng nói xin hỏi thiên cơ cát các chủ phải chăng đã đến đường tiếng nói vừa ra quan chiến tịch tất cả mọi người yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều tại bốn phía đánh giá, muốn tìm tìm Lâm Hữu Phàm thân ảnh. Dù sao, theo tin đồn, thiên cơ các các chủ bất quá 20 tuổi, cũng đã đăng đỉnh tông sư chi cảnh, chính là bất thế thiên tài. Thiên chi kiêu tử như thế, bất luận kẻ nào đều nghĩ thấy phong thái. Lâm Hữu Phàm lúc này còn tại cùng Kiều Tâm Nghiên nấu lấy nấu cháo điện thoại, đối với cái kia Thanh Long hội trưởng lão ngôn ngữ, trực tiếp liền làm như không thấy. Một phút, 3 phút, 5 phút. Đảo mắt, 10 phút thời gian trôi qua. Lốt điên. Cái này thiên cơ các các chủ, sẽ không phải là khiếp chiến không dám tới a à. ai đây nói đến chuẩn đâu dù sao 20 tuổi công sư nói thật không tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng nếu thiên cơ các các chủ hôm nay không tới sau này thiên cơ các sợ là muốn trở thành trò hề đi đều nhỏ giọng một chút coi chừng họa từ miệng mà ra vốn là còn có chút kích động có chút mong đợi đám người lúc này đều ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn chu thiên long ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên bàn tiệc hai tay ôm ngực vững như thái sơn chỉ là khóe mắt liếc qua ngẫu nhiên hướng về lâm hữu phàm vị trí lướt qua hai mắt cuối cùng lâm hữu phàm cúp điện thoại đang lúc lâm hữu phàm chuẩn bị xuống tràn lúc chung điện thoại di động đột nhiên vang lên các chủ vừa lấy được tin tức ngài cùng chu thiên long quyết chiến địa điểm được an trí không ít máy quay phim lâm hữu phàm nghe điện thoại liền nghe trong điện thoại di động truyền đến thiên cơ các ngành tình báo người phụ trách âm thanh máy quay phim đây là chuẩn bị hiện trường trực tiếp sau lâm hữu phàm hơi sững sờ tuy nói hắn là không ngại điều này nhưng nếu là video lộ ra ánh sáng ra ngoài tướng mạo của hắn liền sẽ trở nên mọi người đều biết đến lúc đó lại nghĩ điệu thấp, sợ là khó khăn. Phiền phức tuy nhiều, thế nhưng cũng là việc nhỏ. Nhưng Long Quốc có câu cách ngôn, người sợ nổi danh heo sợ mập, người đỏ thị phi nhiều, vạn nhất bởi vì duyên cớ của hắn, dẫn đến bên người bọn muội muội gặp được đủ loại chuyện phiền toái, cái kia tội lỗi liền lớn. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hữu Phàm đứng dậy, rời đi sân bãi. Hắn cũng không phải khiếp chiến, mà là ra ngoài đổi áo liền quần, nhân tiện tại ven đường mua cái tề thiên đại thánh kinh kịch mặt nạ. Giải quyết trang phục, xác định sẽ không bị người nhận ra sau, Lâm Hữu Phàm lúc này mới quay người, chuẩn bị đi trở về chụp chết Chu Thiên Long cái kia đần độn. Nhưng mà, hắn không biết là, hắn vừa rời đi sau đó không lâu, một cái gánh vác trường đao, mắt trái mang theo bịt mắt, sát khí ngút trời áo đen nam tử thần bí lặng yên xuất hiện ở quyết chiến sân bãi lối vào chỗ. Dừng lại. Người phương nào đến? Hai tên Thanh Long hội đệ tử lúc này tiến lên ngăn cản. Lăng đi. Nam tử áo đen kia ánh mắt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, chỉ một thoáng, một cổ vô hình hung sát chi khí trong nháy mắt phá thể mà ra. Cảm nhận được cái kia cổ mênh mông vô biên khí tức khủng bố, hai tên thanh long hội đệ tử trong nháy mắt mặt như màu đất bọn hắn thân thể rung lẩy bẩy cả người cũng như đứng tại trong cùng phong sóng lớn đồng dạng lung lay sắp đổ xa 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 nam tử áo đen gánh vác trường đao từ hai tên thanh long hội trong các đệ tử ở giữa đi tới chờ hắn sau khi đi hai tên thanh long hội đệ tử cuối cùng không chịu nổi áp lực ngồi liệt trên mặt đất vừa mới cổ khí tức kia là là tông sư a một cái đệ tử thì thào nói nhỏ một người đệ tử khác nuốt nước miếng một cái một mặt còn lại kinh chưa định địa nói vừa mới trong nháy mắt đó ta cảm giác ta chết chắc, cũng may vị tông sư kia không có đối với chúng ta động thủ, bằng không thì. Nói đến đây, hai tên thanh long hội đệ tử đều âm thầm may mắn. Chờ tỉnh táo lại sau, một cái đệ tử nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra hướng thanh long hội trưởng lão Trịnh Nhất Minh hồi báo tình huống. Trong tràng, Trịnh Nhất Minh vừa lấy được tin tức, sắc mặt hắn ngưng trọng, vừa mới chuẩn bị đi cho Chu Thiên Long còn không đợi hắn đi cho Chu Thiên Long thông báo, nhưng một đạo hùng hồn vô cùng âm thanh đột nhiên vang lên. Thanh Long hội hội trưởng, Chu Thiên Long, thỉnh thiên cơ các các chủ chỉ giáo. Chỉ thấy đã đợi đến có chút không nhịn được chu thiên long tung người nhảy lên thời gian nháy mắt liền bay vọt đến trong sân tay trái hắn thả lỏng phía sau tay phải hướng thiên cơ các trận doanh phương hướng dùng tay làm dấu mời các chủ thế nào còn chưa tới a à? không được ta phải cho tần cửu gọi điện thoại hỏi một chút tống đào dương huân hai người sắc mặt âm trầm tống đào lấy điện thoại cầm tay ra cho tần cửu gọi điện thoại nguy rồi trách ta trách ta ta nhất thời tán gẫu qua đầu quên nhìn thời gian ta bây giờ liền mang các chủ đi qua tần cửu người mẹ nó là một nhân tài a à? Loại chuyện này, ngươi vậy mà không có để ý, ngươi đây là nghĩ chúng ta thiên cơ các danh tiếng quét rác hay sao? Đi, đừng nói nhảm, ta cùng với các chủ trong vòng 15 phút tới. Tần Cửu nói xong, điện thoại liền bị dập máy. Tống Đào tức giận, đứng lên nói, "Chu hội trưởng, an tâm chớ vội, chúng ta các chủ cũng tại trên đường tới." Còn tại trên đường, đám người nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt cổ quái. Đường đường thiên cơ các các chủ, càng như thế không đúng giờ. Thiên cơ các đám người nghe được Tống Đào lời này, cũng là một mặt lúng túng mặc dù quan chiến tịch đám người đối với lâm hữu phàm bực này không đúng giờ hành vi ít nhiều có chút bất mãn nhưng trở ngại thiên cơ các tên tuổi cũng đều không còn oán trách phốc đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện chỉ thấy một cái thanh long hội trưởng lão đột nhiên bay ngược ra ngoài miệng phun máu tươi tại chỗ chết thảm đám người không hiểu nhao nhao đem ánh mắt nhìn sang chỉ thấy một cái người mặc áo đen cánh vác trường đao nam tử trung niên từng bước từng bước hướng về trong sân khu vực đi tới cái này nhân thân tư kiên cường giống như tiêu thương Long hành hổ bộ ở giữa, ẩn ẩn có một cổ không hiểu cùng bá chi ký, hắn vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người liền đều tại trước tiên hội tụ đến trên người hắn. "Chu Thiên Long, ngươi cái này tiểu nhân vô sĩ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Nam tử áo đen ngừng chân, ánh mắt sắc bén như đao, lạnh lùng nhìn về phía trước không xa, thần sắc đột nhiên đại biến Chu Thiên Long. "Như thế nào? Như thế nào là hắn? Hắn vậy mà không chết?" Quan chiến tịch, một lão giả mặt lộ vẻ thần sắc kinh hãi. Tại bên cạnh người, một cái thiếu nữ hoa quý nghe vậy, có chút không hiểu hỏi, gia gia, ngươi biết người kia sao? Lão giả sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, Thạch Thanh. Thạch Thanh. Thiếu nữ Hoa Quý trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên kinh thanh hỏi, Thiên Đao Minh cái kia Thạch Thanh sao gia gia? Hắn. Hắn không phải 10 năm trước liền bị Chu Thiên Long giết chết sao? Thanh Long hội tiền thân chính là Thiên Đao Minh. Mà ban sơ Chu Thiên Long là Thiên Đao Minh phó minh chủ, nhưng về sau hai người chẳng biết tại sao quyết liệt, đồng thời với Thiên Hải thị xung quanh lạc anh phong quyết đấu, trận chiến kia kéo dài một ngày một đêm, cuối cùng lấy Chu Thiên Long thắng hiểm mà kết thúc. Thạch Thanh cũng ở đó một trận chiến bị Chu Thiên Long đánh xuống vách đá vạn trường, sau đó, có người từng tại bên dưới vách núi phát hiện một bộ bị ngã nát vụn thi thể, tất cả mọi người tưởng rằng Thạch Thanh thi thể, nhưng chưa từng nghĩ, thời gian qua đi 10 năm, Thạch Thanh vậy mà lại trở về. Chương 202, không tưởng tượng được kết cục. Thạch Thanh, ngươi, ngươi lại còn sống sót. Chu Thiên Long thần sắc kịch biến. Ngày xưa tự mình làm một chút chuyện xấu xa, trong nháy mắt như suối tuôn ra đồng dạng, tại trong đầu hắn hiện lên. Trước kia, niên kỷ của hắn còn thấp, cùng Thạch Thanh quen biết, hai người kết làm khác phái huynh đệ. Tại sau đó, Thạch Thanh sáng lập Thiên Đao Minh, phong hắn làm phó minh chủ. Cái kia đoạn thời gian, Thiên Đao Minh như mặt trời ban trưa, tại Thiên Hải thị danh tiếng cực lớn, hai bọn họ quan hệ cũng mười phần muốn hảo. Mãi cho đến từ gia chủ động cùng Thạch Thanh thông gia, đồng thời đem từ Kiều Kiều gả cho Thạch Thanh, mới gặp từ Kiều Kiều, huyết khí vương cương Chu Thiên Long liền động lòng trắc ẩn. Ngày đó say rượu, Chu Thiên Long thừa dịp Thạch Thanh ra ngoài, cưỡng ép đem từ Kiều Kiều làm bẩn, sau lo lắng Thạch Thanh biết được sau đó trả đũa, thế là uy bức lợi dụ để cho từ kiều kiều cho thạch thanh đầu độc. sau đó hắn cố ý cùng thạch thanh phát sinh bất đồng, đồng thời mượn cơ hội ước chiến lạc anh phong thừa dịp thạch thanh độc phát hạ tử thủ đem thạch thanh đánh vào vách đá vạn trường. vốn cho rằng chuyện này đã kết thúc, nhưng chưa từng nghĩ thạch thanh lại còn sống sót, còn xuất hiện ở trước mặt hắn. a, à, nhìn thấy ta còn sống, ngươi có phải hay không rất thất vọng a? À? thạch thanh cười lạnh, ánh mắt giống như lưỡi dao, cắt cao nhìn chầm chằm chu thiên long, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, lấy tả mối hận trong lòng. thạch thanh ngươi ngàn không nên, bạn không nên, không nên tới chịu chết. Lốt điên. Chu Thiên Long mặc dù chấn kinh tại Thạch Thanh còn sống, nhưng nghĩ tới chính mình đã bước vào tông sư chi cảnh, trong lòng sức mạnh trong nháy mắt thật nhiều. Hắn trấn định tâm thần, ánh mắt bể nhễ, nhàn nhạt nhiên địa nói, trước kia, mạng ngươi lớn, không chết ở Lạc Anh Phong, hôm nay sợ là không có lần trước như vậy may mắn. Ha ha ha, Chu Thiên Long, mười mấy năm không thấy, ngươi vẫn là tự cho là đúng như vậy, như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi tu luyện đến cảnh giới tông sư, liền cử thế vô địch hay sao? Thạch Thanh nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Ngay tại Chu Thiên Long kinh nghi bất định lúc, Thạch Thanh trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cực kỳ đáng sợ tới. Cổ khí tức này cùng bá vô cùng, trong nháy mắt hướng Chu Thiên Long bao phủ mà đi. Ngươi vậy mà cũng tu luyện đến cảnh giới tông sư. Cảm nhận được Thạch Thanh trên người tán phát ra tông sư khí tức, Chu Thiên Long thần sắc kịch biến. Trước kia hắn hai cảnh giới tương đương lúc, hắn liền hoàn toàn không phải Thạch Thanh đối thủ, bây giờ đồng dạng tu luyện đến tông sư, chỉ sợ càng là không địch lại. bất nói nhiều lời, Chu Thiên Long, ngươi cướp ta Thiên Đao Minh, làm bẩn vị hôn thê ta, hôm nay, ta tất sát ngươi. Cựu nhân đang ở trước mắt, Thạch Thanh không còn nói nhảm. Tay phải hắn rút ra sau lưng trường đao, hai tay nắm ở chui đao, đem trường đao nâng cao, theo động tác của hắn, thanh trường đao kia đột nhiên bộc phát ra nhàn nhạt huyết sắc đao khí. Đao khí tăng vọt, trong nháy mắt ngưng kết thành một thanh dài ba thước huyết sắc cự đao. Chết. Thạch Thanh gầm thét, một đao đánh xuống. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, cùng bạo đao khí giống như như vòi rồng, quét sạch cả khu vực. Chu Thiên Long kiểm sắc chợt đại biến, Thể nội khí kình trong nháy mắt phun ra ngoài, tạo thành một đạo cương khí bảo vệ quanh thân. khí kình ngoại phóng, chân khí thành cương, đây là công sư mới có thể thi triển thủ đoạn. cái này cương khí có thể phòng ngự đạn, được phòng ngự cực kỳ cường hoành. ken một tiếng nổ vang trung trời, đao khí hung hăng chém vào chu thiên long hộ thể cương khí phía trên. chỉ một thoáng, một đạo giống như hồng trung đại lửa tầm thường âm thanh đột nhiên vang vọng tứ phương. thật là bá đạo đao khí. chu thiên long kiểm soát đỏ lên, thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ mà cái kia hộ thể cương khí cũng ở đây một sát na, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn một đao. Thạch Thanh liền đã thương nặng Chu Thiên Long. Hai người cảnh giới, thực lực sai biệt, liếc qua thấy ngay. Thật là lợi hại. Quan chiến tịch, một cái thiếu nữ hoa quý kinh hô lên. Bên cạnh, một lão giả tán tháng nói, Thạch Thanh trước kia liền đã là nội kình đỉnh phong tu vi, hơn nữa bằng vào một tay bá đạo vô cùng đao pháp, cho dù đối mặt nửa bước tông sư, đều có lực đánh một trận, bây giờ mười mấy năm trôi qua, tu vi bước vào tông sư, chiến lực, sợ là tại trong tông sư cũng thuộc về đứng đầu a. Gia gia, cái kia Chu Thiên Long chẳng phải là chết chắc. Thiếu nữ Hoa Quý một mặt kinh ngạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là giữ nhiều lành ít. Lão giả khẽ gật đầu nói, để mạng lại. Thạch Thanh nhất đao kiến công, thừa thắng xông lên, muốn đem Chu Thiên Long chém giết. Trường đao trong tay của hắn liên tục chém vào, trong lúc nhất thời chỉ thấy đầy trời đao mang như cuồng phong mưa rào đồng dạng, hướng Chu Thiên Long chém giết mà đi. Chu Thiên Long liều chết né tránh, không tránh được, liền chọi cứng nhưng mỗi lần chọi cứng liền sẽ chịu đến trình độ nhất định nội thương dần già, hắn ngủ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trình độ nhất định tổn thương ngắn mũi mấy phút đi qua chu thiên long thân thượng liền xuất hiện hơn 10 đạo vết thương mỗi một đạo vết thương đều sâu đủ thấy xương huyết thủy đem quần áo của hắn nhuộm đỏ nhìn cực kỳ thê thảm chết thạch thanh bắt được chu thiên long một sơ hở chém ra một đao đem chu thiên long cánh tay trái trực tiếp chặt đứt huyết thủy trong nháy mắt từ tay cục vết các chỗ phun ra chu thiên long đau đớn kêu thảm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy không có nửa điểm huyết sắc. Thạch Thanh không chút nào lưu thủ, nhanh chân tới gần, muốn đem Chu Thiên Long chém giết. Chu Thiên Long tự hiểu không địch lại, trong lòng bắt đầu sinh đào tẩu ý niệm, hắn hét lớn một tiếng, quanh ra một đạo quyền ảnh, sau đó kéo lấy tàn phá cơ thể, quay người đoạt mệnh mà chạy. Thôi trốn. Thạch Thanh hét lớn một tiếng, một cái đi nhanh đuổi tới. Nhưng vào ngay lúc này, một đạo bạch y thân ảnh bỗng nhiên từ lối vào hướng bên này chậm rãi mà đến, hơn nửa may mắn thế nào đổ lại ở Chu Thiên Long trước mặt. Lăn đi. Chu Thiên Long thấy thế, hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra muốn đem hắn oanh sát cái kia bạch y thân ảnh chính là lâm hữu phàm hắn vừa thay xong trang phục tới chỉ thấy chu thiên long trêu hắn băng băng mà tới còn không đợi hắn có phản ứng chu thiên long liền một quyền oanh sát tới vì tình huống nhìn xem chật vật không chịu nổi còn gãy một cánh tay chu thiên long lâm hữu phàm một mặt mộng bức tiểu tử mau tránh ra quan chiến tịch có người bắt đầu lớn tiếng la lên muốn nhắc nhở lâm hữu phàm né tránh xong tiểu tử này chết chắc cũng có người cho rằng lâm hữu phàm thằng xui xẻo này lập tức sẽ chết dù sao chu thiên long mặc dù không địch lại thạch thanh nhưng cũng là thực sự tông sư cảnh tu sĩ võ đạo đối mặt một người bình thường đây còn không phải là tiện tay một quyền sự tình nhưng mà mọi người ở đây đều cho rằng lâm hữu phàm hài tử xui xẻo này lập tức sẽ mất mạng tại chỗ lúc một màn quỷ dị xảy ra chỉ thấy lâm hữu phàm thân tử nghiêng một cái nhẹ nhõm tránh đi chu thiên long hoảng hốt chạy bừa một quyền sau đó duỗi ra chân nhẹ nhàng mất tự do một cái cái kia chu thiên long trong nháy mắt trọng tâm không vững bị lâm hữu phàm vấp ngã xuống đất bởi vì xông đến quá nhanh quán tính phía dưới chu thiên long còn tại trên mặt đất lộn tầm vài vòng một màn này trong nháy mắt để cho tại chỗ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người vì tình huống đường đường một cái tông sư cường giả lại bị một người bình thường cho vấp té này đây cũng quá bất khả tư nghị a à? cách đó không xa thạch thanh đang giơ đao chạy như bay đến gặp chu thiên long ngã xuống hắn tung người một cái lăn không dựng lên hung hăng một đao bổ về phía chu thiên long chu thiên long cương nhịn đau từ dưới đất bò dậy một đạo đao mang trong nháy mắt từ trước mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất phốc phốc chỗ cổ một đạo tơ máu trong nháy mắt lan tràn ra một giây sau cuồn cuộn huyết thủy giống như suối phun đồng dạng phóng lên trời đem chu thiên long đầu thổi đến lơ lửng ở giữa không trung ách lâm hữu phàm đứng tại chỗ liếc mắt mắt bị chém đầu chu thiên long sau đó nhìn về phía thạch thanh nói người kia là ai thạch thanh âm thanh lạnh lùng nói chu thiên long chu thiên long lâm hữu phàm mộng chương hai trăm ba cuồng vọng thạch thanh các chủ lúc này tần cửu thần sắc vội vã chạy tới mặc dù lâm hữu phàm mang theo mặt nạ đổi áo liền quần, nhưng bằng mượn khoảng thời gian này ở chung, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Hữu Phàm tới. Các chủ. Nghe được Tần Cửu đối với Lâm Hữu Phàm xưng hô, Thạch Thanh đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, người mang mặt nạ này lại chính là Long Quốc đệ nhất thế lực, Thiên Cơ Các các chủ. Coi thân hình, tính kỳ thanh âm, cũng bất quá 20 tuổi. Theo tin đồn, tiểu tử này đã là tông sư tu vi. Nghĩ tới đây, Thạch Thanh không khỏi thật sâu đánh giá đến Lâm Hữu Phàm tới. 20 tuổi tông sư, phóng nhãn Long Quốc, đó chính là chuyện chưa bao giờ nghe gặp tần cửu xuất hiện thiên hải thị võ viện thương viện mấy người cũng đều đứng dậy hướng bên này chạy tới tần cửu vị này là tống đào nhìn về phía lâm hữu phàm ánh mắt bên trong mang theo tính thăm dò hỏi thăm dù sao bọn hắn còn không có gặp qua lâm hữu phàm lại thêm lâm hữu phàm lúc này lại mang cái mặt nạ này quả thực để cho người ta đoán không ra thân phận vị này chính là thiên cơ các đương nhiệm các chủ mấy người các ngươi còn lo lắng cái gì còn không mau bái kiến các chủ tần cửu quát lớn nghe tiếng tống đào dương huân hai người thần sắc biến đổi lúc này quỳ một chân trên đất thiên hải thị võ viện người phụ trách tống đào thiên hải thị thương viện người phụ trách dương huân bái kiến các chủ võ viện thương viện bọn người cùng nhau kêu lên thanh âm cực lớn truyền khắp trong tràng tất cả ngõ ngách lốt điên khán đài đám người nghe vậy không khỏi là trường lớn hai mắt một mặt không dám tin thần sắc gì cái kia vừa mới vặn ngã chu thiên long gia hỏa lại là thiên cơ các các chủ hắn tại sao muốn mang mặt nạ là bởi vì dáng dấp quá khó nhìn sao ta liền nói chu thiên long làm sao có thể bị người bình thường vặn ngã nguyên lai là thiên cơ các các chủ a Vẹn vẹn vừa đối mặt liền đem chu thiên long giết chết cái này thiên cơ các các chủ quả thực là mạnh a trên khán đài đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ trưởng lão hội trưởng đã chết chúng ta chúng ta bây giờ nên làm cái gì a cùng trong lúc nhất thời thanh long hội trận doanh một đám người lại là đứng ngồi không yên lãnh tụ của bọn họ chu thiên long đã chết bọn hắn lúc này tương đương rắn bắt đầu tất cả mọi người đều mờ mịt không biết nên đi con đường nào thanh long hội tiền thân chính là thiên đao minh là chu thiên long thiết kế hãm hại mới đưa thiên đao minh chiếm làm của riêng hiện nay thạch thanh đã trở về không bằng chúng ta liền phụng thạch thanh vì hội trưởng các ngươi cho rằng như thế nào một cái tuổi già trưởng lão đề nghị trần trưởng lão nói không sai thạch thanh tu vi ở xa trên chu thiên long chi nếu có hắn dẫn dắt chúng ta cho dù là đối mặt thiên cơ các chúng ta cũng không giả một cái trần trưởng lão tâm phúc đệ tử phụ họa nói lời tuy như thế nhưng thanh long hội đệ tử đông đảo ý kiến của chúng ta không nhất định là ý kiến của bọn hắn thạch thanh muốn trở thành hội trưởng vậy tất nhiên phải vì thanh long hội làm ra rõ rệt cống hiến mới được một cái vừa mới thăng cấp trưởng lão đưa ra ý kiến phản đối hắn lời nói này rất có đạo lý trong lúc nhất thời càng là không người có thế phản bác là như thế cái lý trần trưởng lão khẽ gật đầu xem như tán đồng dạng này ta trước đi tìm thạch thanh nói chuyện xem hắn nói thế nào nói đi trần trưởng lão liền đứng dậy hướng về thạch thanh cái kia đi tới sau năm phút cống hiến. Thiên đao minh vốn là ta sáng lập, chỉ là bị Chu Thiên Long đoạt đi mà thôi, như thế nào, ta muốn một lần nữa cầm về, còn phải nhìn cống hiến. Cái kia trước đây Chu Thiên Long vì cái gì không có bất kỳ cái gì cống hiến, liền có thể trở thành hội trưởng. Thạch Thanh sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đột nhiên lạnh, một cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt từ hắn trên người tiêu tán đi ra, ép tới Trần trưởng lão đều có chút không thở nổi. Cảm nhận được từ Thạch Thanh trên thân tản mát ra cảm giác áp bách, Trần trưởng lão sờ trán một cái bên trên xuất ra mồ hôi lạnh, giải thích nói: "Thạch Minh chủ, ban đầu là ngài phong chu thiên long làm phó minh chủ ngài không có ở đây vậy dĩ nhiên phải là phó minh chủ kế thừa vị trí minh chủ cái này đủ không đợi trần trưởng lão đem lời nói xong thạch thanh trực tiếp nghiêm nghị đánh gãy ta thạch thanh không tu luyện tới tông sư phía trước liền có thể sáng lập thiên đao minh bây giờ ta đã là tông sư tu vi phóng nhãn toàn bộ long quốc đó cũng là phượng mau lân giác tầm thường tồn tại các ngươi nếu là cầu ta ta có lẽ còn có thể cân nhắc một lần nữa tiếp quản thiên đao minh thạch thanh cười lạnh liên tục chắp hai tay sau lưng dùng một loại cao cao tại thượng tư thái Nhìn xuống Trần trưởng lão nói, "Nói điều kiện với ta, các ngươi xứng sao?" Cái này, Trần trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Nhưng Thạch Thanh Thế nhưng là tông sư, sao chu thiên long lợi hại hơn tông sư. Đối mặt dạng này một cái tông sư cấp bậc cường đại tồn tại, hắn cho dù trong lòng lại không phẫn, cũng không dám biểu lộ ra một chút tới. "Là ta đường đột." Trần trưởng lão than nhẹ một tiếng, quay người, buồn bã rời đi. Một bên khác, Lâm Hữu Phàm nhìn đồng hồ, cũng gần như nên đi sân bay. Lập tức, hắn bắt đầu giao phó sau này sự nghi tất nhiên chu thiên long đã chết cái kia thanh long hội cũng nên giải tán truyền lệnh xuống trong vòng ba ngày ta muốn thanh long hội triệt để từ trong ba tỉnh tiêu thất tiếng nói vừa ra thiên hải thị võ viện người phụ trách tống đào lúc này hai tay ôm quyền nói thuộc hạ lĩnh mệnh giải tán thanh long hội lúc này nghe được lâm hữu phàm mệnh lệnh thạch thanh nhịn không được cười lạnh chu thiên long chính là ta giết chết lại thanh long hội tiền thân là thiên đao minh là ta sáng lập ngươi một câu nói liền giải tán ngươi có thể hỏi qua ý kiến của ta sao thạch thanh nhìn về phía lâm hữu phàm ánh mắt lấp lóe chiến ý mười phần ngươi là người phương nào? Gặp Thạch Thanh đối với Lâm Hữu Phàm bất kính, Tần Cửu lúc này tiến lên trước một bước, quát lớn. Phốc. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa ra, một cổ đáng sợ kình khí bỗng nhiên bắn nhanh mà đến. Tần Cửu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cái này một cổ vô hình khí kình đánh trúng lồng ngực, thân hình hắn hướng phía sau liền lùi lại ba bước, sau đó qua một tiếng, phun ra một mụn máu tươi tới. Tống Đào bọn người thấy thế, sắc mặt chợt đại biến. Thạch Thanh, ngươi dám đối với ta thiên cơ các người động thủ, ngươi muốn chết phải không? Tống Đào chỉ vào Thạch Thanh quát lên thạch thanh nhếch miệng lên khinh thường nói thiên cơ cắt a à, một bầy kiến hôi thôi nói chuyện ngoài một cổ vi áp kinh cũng trong nháy mắt bao phủ thiên cơ cắt tất cả mọi người tại chỗ trừ lâm hữu phàm bên ngoài sắc mặt của mọi người cũng thay đổi một chút tu vi cảnh giới thấp càng là không chịu nổi áp lực trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất ngươi tống đào nghe vậy trong nháy mắt tức giận sắc mặt đỏ lên nhưng trở ngại thạch thanh cảnh giới tu vi hắn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ thiên cơ cắt là một đám sâu kiến ngươi khẩu khí này thật điên a à lâm hữu phàm lông mày nhíu một cái ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo tần cửu là người của hắn cái này thạch thanh một lời không hợp liền động thủ đã thương tần cửu cái này không khác nào đánh hắn khuôn mặt thứ yếu dù nói thế nào hắn bây giờ cũng là thiên cơ các các chủ cái này thạch thanh một câu nói liền đem thiên cơ các nói thành sâu kiến căn cứ đây chẳng phải là nói hắn lâm hữu phàm cũng là chỉ sâu kiến ta cùng vọng lại như thế nào đó là ta có cùng vọng tư bản ngươi nếu là không phục khí đại thái có thể ra tay chỉ giáo bất quá ta nhìn ngươi cũng không lá gan này thiếu niên cái gì tông sư, ta xem cũng đều là thổi phồng lên A. À. Thạch Thanh ngẩng đầu, cười lạnh không thôi. Hắn thấy, Lâm Hữu Phàm chính là một cái thổi phồng thiếu niên tông sư thôi. Nếu thật có tông sư Tu Vi, vừa mới cùng Chu Thiên Long quyết chiến thời điểm, vì cái gì chậm chạp không dám hiện thân. Cần phải đợi đến hắn đã thương nặng Chu Thiên Long, Lâm Hữu Phàm mới dám xuất hiện. Chương 204, một kiếm chém giết. Gặp Thạch Thanh cuồng vọng như thế, không coi ai ra gì như thế. Tống Đào không giữ được bình tĩnh, tiến lên quát lớn: "Thạch Thanh, ngươi đây là công nhiên cùng thiên cơ cát là địch, ngươi có biết kết quả?" "Kết quả?" "Ta đường đường võ đạo tông sư, sao lại sợ ngươi chỉ là thiên cơ cát?" Thạch Thanh một mặt kinh miệt. "Tông sư phía dưới, tất cả sâu kiến. Thiên cơ cát cho dù thế lực lại lớn, với hắn mà nói, đó cũng là một đao phá đi sự tình mà thôi." "Một kiếm." Lúc này, Lâm Hữu phàm mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Thanh, sắc mặt như thường nói: "Ngươi nếu là có thể tiếp ta một kiếm, ta lập tức giải tán thiên cơ cát, có dám?" Dám, có gì không dám. Thạch Thanh nghe vậy, cười lạnh. Tống Đào nhịn không được hỏi, vậy ngươi nếu là không tiếp nổi chúng ta các chủ nhất kiếm đâu? Thạch Thanh kinh thường nói, ta nếu là không tiếp nổi, từ nay về sau, phàm là nhìn thấy thiên cơ các người, tự động nhượng bộ lui binh. Không cần. Lâm Hữu Phàm lắc đầu. Có ý tứ gì? Thạch Thanh vặn lông mày, không biết Lâm Hữu Phàm đây là ý gì. Không có ý gì. Lâm Hữu Phàm nhếch miệng lên, nhàn nhạt nhiên địa nói, ta thời gian đang gấp, ngươi chuẩn bị xong chưa? Xuất kiếm a. Thạch Thanh ngẩng đầu, ngạo khí mười phần. Nhưng một đôi mắt lại là trên dưới đánh giá đến Lâm Hữu Phàm tới. Hắn dù thế nào nhìn, Lâm Hữu Phàm trong tay cũng là rỗng tuyết, gì cũng không có. Kiếm cũng không có một thanh, lại làm cho chính mình đón hắn một kiếm, đây chẳng lẽ là đang trêu đùa chính mình hay sao? Ngay tại Thạch Thanh nghi hoặc thời điểm, đã thấy Lâm Hữu Phàm bước ra một bước, trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, Thiên Cơ 36 thức, Thiên Cơ pháp kiếm. Theo thanh âm của hắn, Thạch Thanh bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Lốt điên. Bởi vì hắn phát hiện Lâm Hữu Phàm trong lòng bàn tay phải, đang có một cổ màu xanh nhạt năng lượng hội tụ, cổ năng lượng kia không ngừng biến ảo, chỉ chốc lát sau liền ngưng kết thành một thanh màu xanh nhạt kiếm ánh sáng. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy kiếm ánh sáng bên trong, ẩn ẩn có rậm rạp chằng chịt phù văn màu vàng nhạt. Những phù văn kia huyền ảo khó lường, tràn ngập một cổ thần bí lại khí tức cường đại. Ngưng khí thành binh. Thạch Thanh trên mặt lại không nửa phần ý kinh thường. Chỉ một chiêu này, liền đủ để chứng minh Lâm Hữu Phàm có tông sư tu vi. Thiên cơ 36 thức, lăng không độ. Lâm Hữu Phàm lại đạp một bước, nhưng một bước này nhưng lại không rơi xuống đất mà là trực tiếp đạp ở trên hư không mặt đám người nhìn lại liền tựa như lâm hữu phàm dưới chân có một đạo vô hình một loại nấc thang theo lâm hữu phàm từng bước một bước ra hắn đảo mắt công phu liền leo lên cao mấy mét hắn đứng lơ lửng giữa không trung cầm trong tay kiếm ánh sáng giống như thiên thần hạ phàm quan chiến tịch đám người thấy vậy một màn không khỏi là trừng lớn hai mắt một mặt không dám tin thần sắc này đây mà vẫn còn là người ư trác dương thân thể run rẩy có chút không dám tin tưởng con mắt của mình nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không tin tưởng người khác vậy mà có thể không nhìn sức hút trái đất. Cái này thiên cơ các các chủ sợ là thần tiên a. Phí Nghĩa mảnh nuốt nước miếng, kích động đều đứng lên. Lưu Tuấn cùng Đổng Thiên Thiên hai người trực tiếp chấn kinh đến nói không ra lời. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Lâm Hữu Phàm trên thân. Thiên cơ 36 thức, một kiếm cách một thế hệ. Lâm Hữu Phàm âm thanh từ bầu trời hạ xuống, tiếng nói vừa ra, trong tay hắn kiếm ánh sáng trong nháy mắt tia sáng tăng vọt, kéo dài ra cao vài trượng. Chỉ một thoáng, một cổ lăng lệ đến cực điểm kiếm khí trong nháy mắt xé rách không khí cho dù cách nhau có chút khoảng cách nhưng tất cả tu sĩ võ đạo đều cảm ứng được cổ này kiếm khí sắc bén cùng đáng sợ giết lâm hữu phàm nhất kiếm chém ra kiếm quan thời gian lập lòe không khí đều rất giống bị một kiếm này bổ ra đồng dạng liền thiên địa đều ở đây bên dưới một kiếm trở nên ảm đạm phai mờ không tốt nhìn thấy một màn này thạch thanh sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm hắn không dám khinh thường chút nào bỗng nhiên rút đao đồng thời đem liên tục không ngừng chân khí rót vào trong trường đao trường đao phát ra ông minh chi thanh đao khí tăng vọt trong nháy mắt ngưng kết thành một thanh dài ba thước huyết sắc cự đao thạch thanh toàn lực quơ trường đao trong tay một đao bổ về phía lâm hữu phàm suy kiếm ánh sáng cùng huyết sắc cự đao chạm vào nhau nhưng một giây sau kiếm ánh sáng giống như các đậu hũ đồng dạng đem cự đao cắt thành hai nửa làm sao có thể thạch thanh trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ nhưng một giây sau cái kia kiếm ánh sáng trong nháy mắt từ đỉnh đầu hắn một đường chém xuống đánh xong kết thúc công việc lâm hữu phàm khí tức thu liễm cơ thể giống như một mảnh lông vũ đồng dạng từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống đất quay đầu lâm hữu phàm hướng còn ngơ ngẩn ngẩn người tần cửu nói trên lệch thời gian không nhiều lắm nhanh chóng chuẩn bị xe đi sân bay a à. nhưng nhưng người nào tần cửu lấy lại tinh thần đưa tay chỉ hướng thạch thanh chuyện lúc này đứng tại chỗ không nhúc nhích hắn xa xa nhìn chằm chằm lâm hữu phàm lẩm bẩm nói thiên cơ các các chủ thiếu niên tông sư quả nhiên danh bất hư truyền tiếng nói vừa ra thạch thanh ngửa mặt ngã xuống đất hắn ngã xuống trong nháy mắt một đạo tơ máu trong nháy mắt từ đỉnh đầu hắn một đường lan tràn xuống. Một giây sau, huyết thủy bỗng nhiên phun ra đi ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn quanh mình mảng lớn thổ địa. Một kiếm. Thạch Thanh chết. Khó trách vừa mới các chủ nói không cần. Tống Đào ức chế không nổi nội tâm rung động, nhìn chằm chằm đã chết hẳn Thạch Thanh, tự lẩm bẩm đứng lên. Quan Chiến Tịch, một cái hoa quý thiếu nữ thần sắc kích động địa nói, "Gia gia, đây chính là thiên cơ các các chủ thực lực sao?" Thực sự là mạnh như thần minh a. Sinh thời, có thể nhìn thấy rung động như thế một kiếm, quả nhiên là không tiếc bên cạnh cô gái lão giả đôi mắt hơi hơi trừng lớn nhìn chằm chằm lâm hữu phàm thân ảnh cảm khái không thôi cung tiễn các chủ kiến lâm phù hộ phàm mang theo tầng cửu rời đi dương huân lập tức không người hô to cung tiễn các chủ tống đào bọn người phản ứng lại cũng đi theo không người hô to lên dưới cái nhìn chăm chú của mọi người lâm hữu phàm từng bước một rời đi quyết chiến sân bãi trần trưởng lão chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải a à? thanh long hội trận doanh một phương một cái đệ tử tính thăm dò mở miệng cùng Thiên Cơ Các đối nhịch, không khác là đang tìm cái chết. Truyền mệnh lệnh của ta, thông tri Thanh Long hội trên dưới, lập tức giải tán. Trần trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Nói xong, hắn liền cất bước hướng về Thiên Cơ Các tống đào đám người phương hướng đi tới. "Trần trưởng lão, ngài đây là muốn đi nơi nào a?" À? Một cái trưởng lão thấy thế, nhìn không được hiếu kỳ hỏi thăm. "Thanh Long hội không còn, ta muốn gia nhập Thiên Cơ Các." Trần trưởng lão cũng không quay đầu lại đạo. Thanh Long hội đám người nghe vậy, trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ trần trưởng lão thế nhưng là thanh long hội tư lịch già nhất trưởng lão liền hắn đều muốn đi nương nhờ thiên cơ cát vậy bọn hắn những người này đâu đánh không lại liền gia nhập vào trần trưởng lão anh minh a một cái đệ tử trẻ tuổi bỗng nhiên vỗ tay nói đại gia nghe vậy trong nháy mắt hiểu được lập tức những người này không hẹn mà cùng hướng về thiên cơ cát tống đào bọn người vị trí đi tới một bên khác lâm hữu phàm đã đến sân bay vừa mới chuẩn bị đăng ký chỉ thấy tần cửu bỗng nhiên che ngực ho kịch liệt không có sao chứ lâm hữu phàm quay đầu nhìn về phía tần cửu Tần Cửu lắc đầu, liền chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, nhưng mới vừa đi hai bước, hắn lại ho kịch liệt. Diễn, ngươi tiếp lấy diễn. Không muốn cùng ta trở về thì cứ nói, giả trang cái gì đâu. Lâm Hữu Phàm không biết nói gì mà trắng Tần Cửu một mắt. Khụ khụ, các chủ anh minh. Tần Cửu mặt mo đỏ ửng, hắn không nghĩ tới Lâm Hữu Phàm vậy mà liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của mình. Chương 205, Kiều Tâm Nghiên tới nghiệp vụ. Đi, ngươi liền ở lại đây a. À. Chính ta trở về. Lâm Hữu Phàm trắng Tần Cửu một mắt, liền muốn đăng ký các chủ, ta mặt khác lại cho ngài an bài hai cái. Tần Cửu vốn định cùng Lâm Hữu Phàm thương lượng một chút, một lần nữa an bài hai người cao thủ âm thầm bảo hộ Lâm Hữu Phàm. Nhưng nghĩ lại, lấy Lâm Hữu Phàm tông sư tu vi, còn cần đến bảo hộ sao? Cảnh giới thấp, tìm Lâm Hữu Phàm phiền phức, đó chính là tự tìm cái chết. Cảnh giới cao, bọn hắn cũng ứng phó không được. Nghĩ như vậy, Tần Cửu cũng liền bình thường trở lại. Hai giờ sau, Lâm Hữu Phàm về tới Nam Giang thành phố. Vừa xuống phi cơ, Lâm Hữu Phàm mở điện thoại di động lên, liền thấy điện thoại có mấy cái cuộc gọi nhỡ, lại cũng là bác muội Kiều Tâm Nghiên đánh tới. Chẳng lẽ có cái gì việc cấp? Lâm Hữu Phàm khẽ nhíu mày, nhanh chóng trở về điện thoại đi qua. "Phù hộ phàm ca ca, điện thoại di động của ngươi làm gì tắt máy a, à, ta tìm ngươi đã nửa ngày." "A, à, vừa điện thoại hết điện, có chuyện gì không?" "Đương nhiên có chuyện, ngươi về tới trước a, à, ta ở nhà chờ ngươi." "Đi, ta lập tức trở về." Lâm Hữu Phàm cúp điện thoại, vừa định phân phó tầng cửu chuẩn bị xe. Nhưng bỗng nhiên ý thức được tầng cửu hàng này còn tại thiên hải thị đâu bất đắc dĩ lâm hữu phàm phất tay ngăn lại một chiếc xe taxi vừa mới chuẩn bị lên xe sau lưng bỗng nhiên bước nhanh đi tới hai nam nữ một nữ nữ chiều cao gần như có trên dưới một m mặc đồ thể thao trên đầu mang theo mũ lưỡi trai cho người ta một loại triều khí phồn thịnh cảm giác hai người nam thì âu phục dày da đeo kính râm xem xét chính là tư nhân bảo tiêu tài xế vạn hào nhã tòa khu biệt thự lốt điên trong đó một tên bảo tiêu vượt lên trước một bước chui vào chỗ kế tài xế một gã hộ vệ khác thì mở cửa xe hướng trẻ tuổi nữ hài tự nói đại tiểu thư thỉnh chờ đã thấy thế lâm hữu phàm tiến lên một bước vất tay ngăn lại trẻ tuổi nữ hài có việc nữ hài quay đầu nhìn về phía lâm hữu phàm lông mày hơi vặn một mặt không kiên nhẫn xe này là ta trước tiên ngăn đón các ngươi cướp lên xe cái này sợ là không tốt a à. lâm hữu phàm cười nói nữ hài nghe vậy khinh thường cười lạnh nàng tiện tay từ cặp da bên trong móc ra mấy trương trăm nguyên tờ ném cho lâm hữu phàm nói đủ chưa Lâm Hữu Phàm không khỏi im lặng. Mình xem rất nghèo. Không đợi Lâm Hữu Phàm đáp lại, nữ hài tử kia trực tiếp đem tiền nhét vào Lâm Hữu Phàm túi áo trên, sau đó tấp tốc chui lên xe. Xe taxi rất nhanh chạy được ra ngoài, chỉ để lại Lâm Hữu Phàm đứng tại ven đường. Thời đại này, loại người gì cũng có a. À. Lâm Hữu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, một lần nữa ngăn lại một chiếc xe. Nửa giờ sau, hắn trở lại Vạn Hào Nhã tòa biệt thự, mới vừa vào cửa, chỉ thấy bác muội Kiều Tâm Nghiên đang cùng một cái tuổi trẻ nữ hài thương lượng cái gì. Nữ hài sau lưng còn có hai tên mặc đồ tây đen bảo tiêu. Tập trung nhìn vào, đây không phải là trước đó không lâu ở phi trường nhìn thấy cái kia ngạo mạng nữ hài sao. Phù hộ phàm ca ca. Kiến lâm phù hộ phàm trở về, kiều tâm nghiêng lúc này hướng lâm hữu phàm vẫy vẫy tay, đồng thời ra hiệu lâm hữu phàm ngồi bên cạnh nàng. Lâm hữu phàm đổi giày, đi tới. Khi thấy rõ lâm hữu phàm khuôn mặt sau, trẻ tuổi nữ hài khẽ cau mày nói, tại sao là ngươi? Đúng vậy a, à, thật là khéo đâu. Lâm hữu phàm cười cười. Như thế nào, phù hộ phàm ca ca, các ngươi quen biết. Kiều Tâm Nghiên kiến Lâm Phù Hộ phàm vậy mà cùng mình khách hàng nhận biết, không khỏi hơi kinh ngạc. Không biết, chính là lúc trước lúc ở phi trường gặp qua một lần mà thôi. Lâm Hữu Phàm lắc đầu. A. À. Kiều Tâm Nghiên khẽ gật đầu, vì Lâm Hữu Phàm giới thiệu nói, vị này là thành phố Tô Trịnh gia thiên kim, Trịnh Nhiễm Nhiễm. Trịnh tiểu thư, đây là bạn trai ta Lâm Hữu Phàm. Ngươi tốt. Nghe được là Kiều Tâm Nghiên bạn trai, Trịnh Nhiễm Nhiễm trong đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc thần sắc. Ngươi tốt. Lâm Hữu Phàm khẽ gật đầu. Kiều thần y, ta đến tìm ngài mục đích đã nói hiểu rồi ngài nhìn một chút đại khái cần bao nhiêu tiền đơn giản lên tiếng chào sau trịnh nhiễm nhiễm tiếp tục cùng kiều tâm nghiên trò chuyện chủ đề trước đó chỉ là đơn thuần chữa bệnh cho thuốc mà nói đại khái 200 vạn đủ nhưng nếu như là để cho ta với ngươi đi một chuyến thành phố tô mà nói vậy cái này giá cả liền phải một lần nữa nói chuyện kiều tâm nghiên một mặt khổ sở lắc lắc đầu nói dù sao ngươi cũng biết thanh danh của ta bên ngoài nghiệp vụ cũng không ít chạy tới chạy lui một chuyến trì hoãn thời gian đều đầy đủ ta dãy năm vạn kiều thần y chỉ cần ngài có thể trị hết nải nải ta, ta trịnh gia nguyện ý thanh toán cho ngài một nghìn vạn tiền xem bệnh, ngài cảm thấy thế nào? Trịnh nhiễm nhiễm khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy kiều tâm nghiên đây là đang cố định lên giá, nhưng nghĩ tới nải nải tình trạng cơ thể, nàng không thể không thỏa hiệp. Lại giả thuyết, bất quá một nghìn vạn mà thôi, đối với tài sản mấy chục ức USD trịnh gia mà nói, kỳ thực cũng không thể coi là cái gì. Kiều tâm nghiên trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là ra vẻ lão khí hoành thu nói, có thể là có thể, bất quá ta trước phải xem nải nải ngươi bệnh lịch. Simon trịnh nhiễm nhiễm khoa tay múa chân thủ thế sau lưng một cái bảo tiêu lập tức tiến lên đem một phần bệnh lịch bản đưa cho kiều tâm nghiên trịnh tiểu thư bà nội ngày đây không phải bệnh mà là tuổi tác quá lớn cơ thể khí quan suy kiệt mà thôi kiều tâm nghiên đọc nhanh như gió mà quét quét chỉ chốc lát sau nàng đem bệnh lịch bản đưa cho trịnh nhiễm nhiễm chính xác như thế nhưng kiều thần y chính là quỷ cốc y tiên truyền nhân tất nhiên có kéo dài tuổi thọ phương pháp a chỉ cần ngài có thể để cho nãi nãi ta sống lâu hai năm ta trịnh gia nguyện ý ngoài định mức lại thanh toán cho ngài năm trăm vạn thù lao Trịnh Nhiễm Nhiễm gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Một nghìn vạn tiền xem bệnh thêm 500 vạn thù lao, hết thảy 1500 vạn. Kiều Tâm Nghi nghĩ thầm nói thầm. Nàng đích xác biết có thế kéo dài tuổi thọ phương thuốc, nhưng phương thuốc này cần có tài liệu cực kỳ khó thu tụ tập. Nếu như không lấy được cần có dược liệu, cái kia cái gọi là 1500 vạn liền giống như là là ngân phiếu khống. Vạn nhất đáp ứng, kết quả một chuyến tay không, một phân tiền không có kiếm được, đây chẳng phải là thành mua bán lỗ vốn. Kiều Thần Y, ta Trịnh gia tại thành phố Tô cũng coi như là hào môn, ngài nếu là có cái gì nhu cầu, đại khái có thể nói ra. Gặp Kiều Tâm Nghiên tự hồ có chút do dự, Trịnh Nhiễm Nhiễm có chút nóng nảy. Long Quốc danh y, nàng Trịnh gia cơ hồ tìm khắp cả, nhưng đều thúc thủ vô sách. Kiều Tâm Nghiên đã coi như là nàng hy vọng cuối cùng. Trong tay của ta lại là có để cho người ta kéo dài tuổi thọ phương pháp, nhưng dược liệu cần thiết tương đối khó làm đến, vạn nhất ta đáp ứng ngươi, nhưng các ngươi lại không giải quyết được dược liệu, vậy ta chẳng phải là lãng phí thời giờ. Kiều Tâm Nghiên đem ý nghĩ của mình nói ra. Kiều tiểu thư, Ta trịnh gia tại thành phố Tô có một nhà tiệm bán thuốc, quý báu dược liệu cũng không ít, không biết ngài dược liệu cần thiết đều có cái nào. Trịnh nhiễm nhiễm nghe vậy, trong lòng vui mừng. Nàng không sợ dược liệu khó khăn làm đến, sợ là sợ kiều tâm nghiên không có cách nào vì bà nội nàng duyên thọ. Trăm năm thiên sơn tuyết liên, trăm năm hoang dại hoàng kỳ, trăm năm linh chi. Kiều tâm nghiên liên tiếp nói hơn 10 loại dược liệu. Trịnh nhiễm nhiễm mới đầu nghe còn không để bụng, những dược liệu này, mặc dù hiếm thấy, nhưng đại bộ phận ở trên thị trường cũng có thể mua được, nhưng làm Kiều Tâm Nghiên nói ra cuối cùng một mực trọng yếu nhất dược liệu lúc, Trịnh Nhiễm Nhiễm ngồi không yên. Chương 206: Trị cái bệnh năm ức. Kiều tiểu thư, ngài vừa mới nói, một vị thuốc cuối cùng tài kêu cái gì? Trịnh Nhiễm Nhiễm hoài nghi mình nghe lầm. Dù sao, loại đồ vật này, bình thường đều tồn tại ở trong truyền thuyết, trong cuộc sống hiện thực ai từng thấy? Đừng nói gặp, nghe đều cực ít nghe người ta từng nói tới. Sơn Hải Kinh bên trong từng ghi chép, tại Long Quốc phía bắc, có một đại sơn, trong núi có một loại hiếm thấy chi thảo, hình dạng rất giống thi thảo lại mọc đầy lông tơ, mở ra thanh sắc chi hoa, kết xuất trái cây màu trắng. Người nếu là phục dụng loại này trái cây màu trắng, cũng sẽ không quá sớm tử vong, có thế duyên niên trường thọ. Mà trái cây này liền kêu thái tuế quả. Kiều Tâm Nghiên kiên nhẫn giải thích. Bất quá sơn hải kinh bên trong có chút nói hoa, thái tuế quả quả thật có chút dược dụng giá trị, nhưng đơn thuần ăn hết thì sẽ không kéo dài tuổi thọ, chỉ là tăng cường người sử dụng thể chất thôi. Nhưng nếu là phối hợp cái khác mấy loại dược liệu luyện chế, liền có thể luyện chế ra kéo dài tuổi thọ đang dược tới. Trịnh Nhiễm Nhiễm nghe xong, không khỏi lâm vào trầm tư. Sơn Hải Kinh, đây không phải Long Quốc thần thoại cổ tịch sao? Trong loại trong thần thoại này đồ vật, trong cuộc sống hiện thực thật có thể tồn tại sao? Tiểu thư, tiểu nha đầu này nói cũng quá mơ hồ, cái gì thái tuế quả, ta nghe đều không nghe qua. Một cái bảo tiêu nhíu mày nói. Hắn cảm thấy Kiều Tâm Nghiên chính là một cái giang hồ phiến tử, dù sao, nói như vậy, trung y phần lớn là già 7, 80 tuổi lão giả. Như Kiều Tâm Nghiên như vậy, nhìn tối đa 20 tuổi tiểu nha đầu, dù thế nào nhìn cũng không giống là thần y lốt điên. Thứ yếu, Kiều Tâm Nghiên mới mở miệng chính là trăm năm cực phẩm dược liệu, sau đó càng là thái quá, Sơn Hải Kinh đều dời ra ngoài, đây không phải lừa đảo là cái gì. Ngươi chưa từng nghe qua, đó là ngươi cô lậu quả văn, cũng không thể đại biểu liền nhất định không có. Hộ vệ kia mà nói, trong nháy mắt để cho Kiều Tâm Nghiên có chút khó chịu. Nàng trắng hộ vệ kia một mắt, một bộ nhìn dế nhủi ánh mắt. Hộ vệ kia cũng là tính nôn nóng, gặp Kiều Tâm Nghiên nói mình cô lậu quả văn, hắn lúc này liền phản bác, a, à, nực cười, ngươi nói có, vậy ngươi ngược lại là nói một chút nơi nào có như thế nào nói không nên lời a à. ai nói ta không nói được kiều tâm nghiên lông mày vẫy một cái nói tại long quốc vương nam biên cảnh hách liên sơn mạch khu vực liền có vị trí cụ thể ta còn có địa đồ đâu kiều thần y ngài nói thật nghe được kiều tâm nghiên không chỉ biết biết vị trí còn có địa đồ trịnh nhiễm nhiễm hai con ngươi trong nháy mắt sáng lên nói nhảm nếu là ngay cả chính ta đều không xác định ta dám nói như thế ta cái này thần y chiêu bài từ bỏ sao kiều tâm nghiên hai tay ôm ngực một bộ cô nãi nãi hiện tại tâm tình thật không tốt trạng thái Trịnh Nhiễm Nhiễm cũng nhìn ra Kiều Tâm Nghiên lúc này rất khó chịu, nàng quay đầu quát lớn hộ vệ kia nói, "Simon, còn không mau cho Kiều thần y nói xin lỗi." Cái này, gọi là Simon Bảo Tiêu có chút không quá vui lòng. Nhưng thấy Trịnh Nhiễm Nhiễm sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo sau, hắn bất đắc dĩ thở dài, tiến lên một bước, hướng Kiều Tâm Nghiên không người cúi người chào nói, "Kiều thần y, là ta cô lậu quả văn, mong rằng Kiều thần y đừng thấy lạ." "Thôi thôi, cô nãy nãy ta đại nhân không chấp tiểu nhân, về sau ta lúc nói chuyện, ngươi đừng lắm miệng là được rồi." Kiều Tâm Nghiên khoát khoát tay, một bộ chính mình rất đại độ dáng vẻ. Bảo tiêu Simon nghe vậy, sắc mặt tối sầm, mặc dù trong lòng kìm nén bực bội, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng về đến trịnh nhiễm nhiễm sau lưng. Kiều thần y, ngoại trừ thái tuế quả, cái khác mấy vị thuốc, ta sẽ phát động trịnh gia sức mạnh bắt đầu thu thập, đến đổi thái tuế quả, vậy khẳng định là thu thập không tới, cho nên chỉ có thể đi một chuyến, ngài nhìn, chúng ta lúc nào xuất phát tốt hơn. Trịnh nhiễm nhiễm có chút cấp cách mà dò hỏi. Ta thời gian phong phú, lúc nào xuất phát cũng có thể, bất quá ta có chuyện nói trước một chút, trước đó nói chuyện một nghìn vạn cái kia muốn đi thành phố tô chữa bệnh tiền xem bệnh, nhưng trịnh tiểu thư, ngươi cái này đã vượt qua chữa bệnh phạm vi. Kiều Tâm Nghiên nhắc nhở. Kiều Thần Y, chúng ta mở ra thiên song thuyết lượng thoại, ngài cảm thấy bao nhiêu tiền phù hợp, nói cái giá đi. Trịnh nhiễm nhiễm vặn lông mày. Kiều Tâm Nghiên nghe vậy, đưa tay phải ra, khoa tay múa chân một cái bàn tay của mình. Trịnh nhiễm nhiễm hỏi, 5.000 vạn. Không. Kiều Tâm Nghiên lắc đầu, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi địa nói, là năm ức. Cái gì? Năm ức kiều thần y ngài là đang cùng ta nói đùa sao trịnh nhiễm nhiễm có chút ngồi không yên sắc mặt nàng biến thành màu đen có chút không cam lòng mà nhìn chằm chằm vào kiều tâm nghiên nói đại bộ phận dược liệu chúng ta trịnh gia chính mình giải quyết liền một mực thái tuế quả mà thôi ngươi thu ta năm ức ta trịnh gia mặc dù không thiếu tiền nhưng cũng không phải oan đại đầu kiều thần y ngài ra giá như thế là thật có chút khinh người quá đáng ta mở đã là thấp nhất các ngươi phải biết bản đồ này cũng không phải ta là sư phó ta ta phải sớm từ sư phụ ta cái kia mua địa đồ a xem như đồ đệ sư đồ giá cả bốn ức kiều tâm nghiên bắt đầu tính sổ đổi thành các ngươi đi đừng nói bốn ức bốn mươi ức sư phụ ta cũng sẽ không phản ứng các ngươi nếu không tin các ngươi đại thái có thể đi thử xem kiều tâm nghiên nói lại hỏi mặt khác các ngươi quen biết thái tuế quả sao gặp qua sao trịnh nhiễm nhiễm lắc đầu đúng thế các ngươi thấy đều chưa thấy qua cho dù tìm được cũng không nhận ra được đó có phải hay không mang ý nghĩa còn phải ta cùng các ngươi đi một chuyến cái này đi một chuyến ít nhất phải 10 ngày cất bước, này 10 ngày việc buôn bán của ta tương đương đoạn mất, ta bản thân cũng phải cùng các ngươi bôn ba bị liên lụy, cộng thêm sau đó cho ngươi nải nải luyện chế đang dược, ta thu một ức, rất quá đáng sao. Đây đều là tiền khổ cực có hay không hảo. Kiều Tâm Nghiên nói đạo lý rõ ràng, một bộ bộ dáng chính mình kiếm tiền rất không dễ dàng. Bị hắn kiểu nói này, Trịnh Nhiễm Nhiễm cũng có chút á khẩu không trả lời được. Quỷ cốc y tiên sớm đã tị thế, ngoại trừ trước mắt Kiều Tâm Nghiên, cơ hồ không có người có thế gặp, chớ nói chi là từ quỷ cốc trong tay y tiên cầm tới liên quan tới thái tuế quả bản đồ. Thật lâu, Trịnh Nhiễm Nhiễm nói, Kiều Thần Y, ta Trịnh gia có thể ra năm ức, nhưng chúng ta cũng có một điều kiện, đó chính là nhất định phải chờ ngươi luyện chế xong đang dược, lại nãy nãy ta phục dụng về sau quả thật có công hiệu về sau, mới thanh toán số tiền này. Có thể a, ngược lại bằng vào ta y thuật cùng luyện dược thuật, cho ngươi nãy nãy kéo dài tuổi thọ, đây còn không phải là thật đơn giản chuyện. Kiều Tâm Nghiên nhún nhún vai, một bộ bộ dáng chính mình sao cũng được trịnh nhiễm nhiễm vuốt cầm nói tất nhiên kiều thần y tự tin như vậy vậy ta cũng liền an tâm bất quá nãy nãy ta tình huống không phải quá tốt bác sĩ nói nhiều nhất có thể kiên trì hai tháng cho nên kiều thần y ngươi tính lúc nào xuất phát tìm thuốc hậu thiên a à, ta cần trước tiên liên hệ sư phụ ta để cho hắn đem địa đồ cho ta gửi tới chuyến này kiều tâm nghi nghĩ nghĩ đem lên đường thời gian ổn định ở hậu thiên đi vậy ngày mốt buổi sáng ta để cho người qua tới đón kiều thần y trịnh nhiễm nhiễm nói đứng dậy cáo từ rời đi chờ trịnh nhiễm nhiễm sau khi đi Kiều Tâm Nghiên lập tức bắt đầu nhảy tẩn hoang hô. Phù hộ phàm ca ca, ta vừa mới lợi hại hay không? Tùy tiện liền đàm phán thành công một cái năm ức nghiệp vụ. Ha ha ha, ta thật là một cái thiên tài. Kiều Tâm Nghiên ôm Lâm Hữu Phàm cổ, một mặt hưng phấn. Ức. Ừ. Ngươi không phải nói muốn mua địa đồ phải tốn bốn ức sao? Lâm Hữu Phàm cười nói. A à nha, đó là ta lừa các nàng rồi, địa đồ sớm tại ta xuống núi lúc, liền từ sư phụ ta cái kia trộn được, muốn cho ta bỏ tiền mua. Làm sao có thể? Kiều Tâm Nghiên đôi mắt nhíu lại, nhếch miệng lên, cười giống như một cái xảo trá tiểu hồ ly. Chương 207, đến Nam Ninh thành phố. Trừng phù hộ phàm xấu hổ, không hổ là tham tiền. Là hắn ngây thơ. Vào buổi tối, chú ý Vân Tịch trở về, khi biết Kiều Tâm Nghiên hậu thiên muốn đi xa nhà sau, nàng không khỏi có chút lo nghĩ. Dù sao, Kiều Tâm Nghiên còn là một cái tiểu nha đầu, tuổi như vậy chạy loạn khắp nơi, ít nhiều có chút không an toàn. Sao liệu, Kiều Tâm Nghiên nói thẳng, Vân Tịch tỷ, ngươi nếu là không yên tâm mà nói, liền để phù hộ phàm ca ca bồi ta cùng đi thôi. Có hắn ở bên cạnh bảo hộ lấy, ai dám khi dễ ta. Cái này. Chú ý vân tịch nghe vậy, có chút do dự. Mấy người tỉ muội đều thích rừng phù hộ phàm, ai không muốn để cho rừng phù hộ phàm thường xuyên bồi bên cạnh mình đâu. Nhưng nghĩ tới kiều tâm nghiên lần này xa nhà một thân một mình, nàng chần chờ một lát sau, gật đầu nói, cũng được, có phù hộ phàm ca ca ở đây, ta cũng không cần phải lo lắng. Vì cái gì không trưng cầu một chút ý kiến của ta. Rừng phù hộ phàm có chút im lặng chính mình dù sao cũng là cái người trong cuộc a à. như thế nào nhưng ngươi tùy hành bảo hộ tâm nghiên muội muội ngươi còn không vui lòng chú ý vân tịch trắng rừng phù hộ phàm một mắt một bên kiều tâm nghiên càng là trực tiếp vung vẩy đôi bàn tay trắng như vấn nói phù hộ phàm ca ca trong nhà này ngươi không có quyền nói chuyện chúng ta nói cái gì chính là cái đó ách nhìn xem dương nanh múa vuốt kiều tâm nghiên rừng phù hộ phàm một mặt bất đắc dĩ cúi đầu xuống kiến lâm phù hộ phàm ăn quả đắng chú ý vân tịch che miệng cười trộn đảo mắt liền đi qua hai ngày lốt điên Trưa hôm nay, Kiều Tâm Nghiên còn đang ngủ dứt thẳng, Trịnh Nhiễm Nhiễm bảo Tiêu liền đến gõ cửa. Đơn giản thu thập một phen sau, Kiều Tâm Nghiên liền lôi rừng phù hộ phàm xuất phát. Đi tới sân bay, Trịnh Từ Từ Kiến Lâm phù hộ phàm cũng đi theo, không khỏi nhíu mày nói, "Kiều thần y, ngài sẽ không phải phải mang theo hắn cùng đi chứ?" "Đúng thế, có hắn tại, ta yên tâm điểm." Kiều Tâm Nghiên gật gật đầu. Trịnh Từ Từ trong nháy mắt mặt lộ vẻ khó xử nói, "Kiều thần y, không phải ta không muốn mang lên hắn, chỉ là ta chỉ mua một mình ngài vé máy bay, nếu không thì." "A." À, dạng này a. À. Vậy được, vậy các ngươi đi thôi. Ta thì không đi được. Nói đi, Kiều Tâm Nghiên lôi rừng phù hộ phàm liền chuẩn bị quay người rời đi. Gặp Kiều Tâm Nghiên tức giận, Trịnh Từ Từ mau tới phía trước ngăn lại Kiều Tâm Nghiên. "Kiều thần y, ngài trước tiên đừng nóng giận, chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta cũng không sớm làm chuẩn bị, nếu không thì ta để cho thủ hạ ta đem vé máy bay nhường cho hắn tốt." Trịnh Từ Từ bất đắc dĩ thỏa hiệp. "Cái này còn tạm được." Kiều Tâm Nghiên trống trống quay hàm, lôi rừng phù hộ phàm hướng về cửa lên phi cơ phương hướng đi đến. Simon, ngươi đi quyết định một cái chuyến bay vé máy bay. Mặt khác, thay ta liên hệ công ty hàng không người phụ trách. Trịnh từ từ hướng sau lưng bảo tiêu phân phó nói. Hộ vệ kia sắc mặt có chút khó coi, nhưng cố chủ ý kiến, hắn vẫn là không dám vi phạm. Hung hăng trừng rừng phù hộ phàm một mắt sau, bảo tiêu xoay người đi mua vé. 20 phút sau, máy bay cất cánh. Trừng phù hộ phàm chỗ ngồi tại khoang phổ thông, mà kiều tâm Nhiên thì cùng trịnh từ từ ngồi ở khoang hạng nhất. Quy, ngươi tại trịnh gia làm mấy năm? Rảnh rỗi tới nhàm chán, trừng phù hộ phàm cùng lân cận ngồi trịnh nhiễm nhiễm một gã hộ vệ khác hàng huyên một năm rưỡi hộ vệ kia rõ ràng cũng là cảm thấy nhàm chán gặp có người nói chuyện liền cùng rừng phù hộ phàm lãm nhảm lên gặm tới một năm rưỡi cái kia đoán chừng không ít kiếm lời a à. Trừng phù hộ phàm cười nói này cũng là tiền khổ cực vận khí hơi tốt còn tốt vận khí kém điểm làm không tốt liền phải bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ bảo tiêu cười khổ rừng phù hộ phàm mặc lộ vẻ thần sắc kinh ngạc bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ như thế nào bảo hộ cái này trịnh tiểu thư nguy hiểm như vậy sao huynh đệ ngươi đây liền không hiểu được a à? làm bảo tiêu nghề này không có ngươi nghĩ nhẹ nhàng như vậy bảo tiêu khẽ lắc đầu nói trịnh gia tại thành phố tô thuộc về đỉnh tiêm hào môn tài sản cao tới mấy chục ức usd so với người ta thành phố tô nhà giàu nhất tài sản còn nhiều chỉ là trịnh gia điệu thấp không khoe khoang thôi mặt khác trịnh gia cầm quyền là trịnh gia lão thái thái lão thái thái dưới gối có hai đứa con trai một cái cháu trai hai cái tôn nữ trịnh tiểu thư là trưởng tử nhà thiên kim cũng là trịnh lão thái thái thương yêu nhất một cái từ lúc trịnh tiểu thư từ nước ngoài du học trở về liền bắt đầu xử lý gia tộc tập đoàn mấy năm gần đây ngược lại là đem gia tộc tập đoàn xử lý thật không tệ nhưng tiếc là chính là trịnh tiểu thư dù sao cũng là một nữ nhi gia tương lai khó mà kế thừa gia nghiệp lại thêm nàng nhị thúc một nhà cùng bọn hắn nhà lại không hợp một mực tại minh tranh ám đấu trịnh lão thái thái ở đây còn có thể giúp đỡ một chút trịnh lão thái thái một khi thọ hết chết già cái kia trịnh tiểu thư một nhà này về sau đoán chừng không có gì tốt thời gian có thế qua thì ra là thế khó trách vị này trịnh tiểu thư không tiếc bỏ ra nhiều tiền cũng muốn để cho lão thái thái duyên thọ hai năm trừng phù hộ phàm mừng tỉnh đại ngộ bảo tiêu nói cũng không hẳn lấy trịnh tiểu thư năng lực nếu như lại cho nàng thời gian hai năm không chắc liền có thể dẫn dắt gia tộc tập đoàn nâng cao một bước một khi nàng làm được tương lai trịnh gia người cầm quyền là ai vậy coi như thật không nói chính xác hai người hàng huyên một lát sau liền riêng phần mình nhắm mắt dưỡng thần cũng không biết trải qua bao lâu máy bay hạ xuống vừa xuống phi cơ một đám quần áo hoa lệ thanh niên liền tiến lên đón những người này tự nhiên không phải tới đón tiếp trừng phù hộ phàm mà là nên đón trịnh nhiễm nhiễm cầm đầu một cái đeo kính nhìn hào hoa phong nhã phú thiếu là bản xứ rất có quyền thế con em nhà giàu cùng hắn cùng nhau cũng là chút địa phương hoàng khố phú nhị đại từ nói chuyện của bọn họ bên trong biết được cái này đeo mắt kiến phú thiếu tên là hoàng thiếu cát tất cả mọi người xưng hô hắn là hoàng thiếu hoàng thiếu cùng trịnh từ từ trước kia là bạn học thời đại học ở nước ngoài liền quen biết quan hệ cũng không tệ lắm khi biết trịnh từ từ tới nam ninh thành phố sau hắn liền tự mình tới nghênh đón từ từ Ngươi lần này mục đích đi tới ta là biết, bất quá chúng ta bên này gần lại gần biên cảnh, cho nên trị an cái gì, so với các ngươi cái kia kém rất nhiều, vì lý do an toàn, ta quyết định toàn trình cùng đi. Hoàng thiếu vừa nói, một bên vì mọi người dẫn đường. Này lại sẽ không quá làm phiền ngươi. Trịnh từ từ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không cự tuyệt. Vị địa tha hương, chưa quen cuộc sống nơi đây tình huống phía dưới, có cái bản địa bằng hữu cùng đi, hoặc nhiều hoặc ít có thể cung cấp rất nhiều tiện lợi, càng quan trọng chính là, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Cùng ta còn khách khí gì? quay đầu ta đi thành phố tô chơi, ngươi cũng tốt dễ chiêu đãi chiêu đãi ta không được sao? Hoàng thiếu cười ha ha một tiếng, biểu hiện rất là trượng nghĩa. Vậy thì làm phiền ngươi. Trịnh từ từ nghe vậy, cũng sẽ không cự tuyệt. Thời gian của nàng rất đuổi, ân tình thứ này, về sau trả lại chính là. Đơn giản hàng huyên sau đó, một đoàn người đã đi tới bãi đổ xe. Lúc này, hoàng thiếu cắt ánh mắt liếc thấy chính cùng rừng phù hộ phàm vừa nói vừa cười kiều tâm nghiêng, nhìn thấy kiều tâm nghiêng mặc lô ly, thiếu nữ chiều cao, nhưng trổ mã lại so trưởng thành nữ tính còn tốt, Hắn không khỏi tâm thần rung động, sinh ra một tia tà niệm. A, à, vị này chính là ngươi nói Long Quốc thần y, Kiều thần y sao? Hoàng thiếu Các ngừng chân, cười ha hả hướng Kiều Tâm Nghiên đưa tay nói, Kiều thần y, cửu ngưỡng đại danh, bỉ nhân Hoàng thiếu Các, lần đầu gặp mặt, xin nhiều chiếu cố. A, à, ngươi tốt. Kiều Tâm Nghiên gặp Hoàng thiếu Các cùng chính mình nắm tay, thế là lễ phép vươn tay ra. Nhưng một giây sau, Kiều Tâm Nghiên liền mất hứng. Nàng tính toán đưa tay thu hồi lại, nhưng Hoàng thiếu Các lại là cầm thật chặt không buông tay. Ôi lúc này phát hiện dị thường trừng phù hộ phàm một phát bắt được hoàng thiếu các cổ tay hơi hơi một lần phát lực hoàng thiếu các lập mã nới lỏng tay quản tốt móng vuốt của ngươi nếu có lần sau nữa ta trực tiếp đem nó chặt Trừng phù hộ phàm lạnh mặt nói huynh đệ chỉ đùa một chút mà thôi đến nỗi tích cực như vậy sao hoàng thiếu các cười ngượng ngùng nhưng đáy mắt lại thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác âm tàn thần sắc chương hai trăm tám tiếp phong yến nghe được hai người tranh chấp âm thanh trịnh nhiễm nhiễm quay người đi tới kiến lâm phù hộ phàm mặt lạnh hoàng thiếu ở đó cười ngượng ngùng nàng không khỏi vặn lông mày trách cứ lâm hữu phàm nói lâm hữu phàm hoàng thiếu chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi hà tất nghiêm túc như vậy nói đùa cũng phải có một cái độ thứ yếu chúng ta cùng vị này hoàng thiếu tự hồ không có chút nào quen a à. người xa lạ nói đùa ngươi cảm thấy thích hợp sao lâm hữu phàm liếc mắt trịnh nhiễm nhiễm một mắt nhàn nhạt nhiên mà trả lời một câu ngươi trịnh nhiễm nhiễm không nghĩ tới lâm hữu phàm vậy mà lại trở về mắng chính mình trong lúc nhất thời trên mặt mũi có chút nhịn không được rồi được rồi được rồi là ta vừa mới gặp vị này kiều thần y quá khả ái, mới động trêu chọc tâm tư của nàng, là lỗi của ta, việc này cứ tính như vậy. Hoàng thiếu các nhanh chóng tới hòa giải. Đang nói, mấy chiếc có giá trị không nhỏ xe sang trọng liền lái tới, đứng tại trước mặt của bọn hắn. Hoàng thiếu các lạp lái một xe bóp chờ cửa xe nói, từ từ, ngươi cùng kiều thần y cùng ta ngồi một chiếc xe A. Đi. Trịnh nhiễm nhiễm gật gật đầu, ngược lại là không có cự tuyệt. Kiều thần y, mau lên xe A. Trịnh nhiễm nhiễm sau khi lên xe, vẫn không quên gọi kiều tâm nghiên lên xe. Cái kia nhà ta phù hộ Phạm ca ca ngồi chiếc xe đó. Kiều Tâm Nghiên nói. Đằng sau còn có hết mấy chiếc xe đâu, ngươi còn sợ đem hắn ném ở cái này hay sao? Hoàng Thiếu Cát ha ha cười nói. Không được, ta muốn cùng phù hộ Phạm ca ca ngồi một chiếc xe. Kiều Tâm Nhiên lắc đầu. Lúc này, phía sau xe đã bắt đầu nhấn loa. Ki tốt A. À. Gặp Kiều Tâm Nhiên kiên trì như vậy, Trịnh Nhiễm Nhiễm cũng sẽ không nói thêm cái gì. Lốt điên. Lúc này, lại có hai chiếc xe đứng tại Lâm Hữu Phàm cùng Kiều Tâm Nghiên trước mặt, bất quá cái này hai chiếc xe cũng là hai người ngồi cút. Các ngươi ai ngồi xe của ta? Một cái nhuộm màu nâu sẫm tóc ngắn hoàng khố nhấn xuống cửa sổ xe, nhìn về phía Lâm Hữu Phàm cùng Kiều Tâm Nghiên. Không cần, cảm tạ. Lâm Hữu Phàm không chút suy nghĩ trực tiếp từ chối. Ai ngờ, cái kia màu nâu sẫm sắc tóc ngắn thanh niên lại là kinh thường biểu môi nói, hứ, cho thể diện mà không cần đồ vật. Nói xong, dẫm mạnh chân ga, nhanh chóng đi. Hỗn đảng, ngươi nếu có gan thì đừng chạy kiều tâm nghiêng trong nháy mắt bị tức đến tính toán chớ cùng thứ người như vậy kiến thức lâm hữu phàm nhanh chóng trấn an lúc này một chiếc lao vụt đứng tại trước mặt bọn hắn lái xe là cái nhìn có chút chất phát đàng hoàng tiểu mập mạp cái kia các ngươi muốn ngồi xe của ta sao mặc dù phối trí kém một chút bất quá ta lái xe rất ổn tiểu mập mạp xuống xe hỏi đi vậy thì phiền toái lâm hữu phàm gật đầu đáp ứng nghe vậy cái kia tiểu mập mạp còn chủ động giúp bọn hắn mở cửa không bao lâu một đoàn người đi tới một nhà khách sạn cấp sao để hoan nghênh trịnh nhiễm nhiễm hoàng thiếu các sớm liền đã đặt xong phòng khách trên bàn cơm trịnh nhiễm nhiễm để cho kiều tâm nghiên đem địa đồ lấy ra hoàng thiếu các bọn người là bản địa địa phương địa đồ vẫn là một mắt liền có thể xác định vị trí nơi này có chút lại a đã tới gần đường biên giới mà lại hoàng thiếu các nhìn xem địa đồ lông mày không tự giác nhíu lại hoàng thiếu ngươi là bản địa có thể mang bọn ta đi cái này màu đỏ tiêu ký địa điểm sao trịnh nhiễm nhiễm hỏi đây đã là trên núi bên Ta chỉ có thể xác định đại khái chỗ, thật muốn vào núi mà nói, ta chắc chắn là không được. Hoàng thiếu cắt lắc đầu, lại nói tiếp, bất quá các ngươi đừng lo lắng, ta có thể tìm hai cái trong núi thợ săn cho chúng ta dẫn đường. Có thật không? Vậy xin đa tạ rồi. Chúng ta một hồi liền trực tiếp lên đường đi. Nghe vậy, Trịnh Nhiễm Nhiễm lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng đã không kịp chờ đợi đi lấy thuốc. Hôm nay là sương mù thời tiết, đừng nói vào núi, chính là đi phụ cận thôn trang nhỏ đều đi không được, ngày mai a. À. Ngày mai thời tiết còn có thể, chúng ta buổi sáng xuất phát giữa trưa liền có thể đến bên kia phụ cận thôn trang không có gì bất ngờ xảy ra buổi chiều liền có thể vào núi hoàng thiếu cát nói dạng này a à. vậy được vậy thì ngày mai Trịnh nhiễm nhiễm hơi hơi vặn lông mày mặc dù có chút vội vàng nhưng tình huống đặt ở nơi này nàng cũng chỉ có thể nghe theo hoàng thiếu cát đề nghị từ từ hôm nay ngươi liền tại đây thật tốt dạo chơi sáng sớm ngày mai chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ lên núi hái thuốc tới cạn ly hoàng thiếu cát nâng chén Trịnh nhiễm nhiễm nhẹ nhàng nở nụ cười cùng với chạm cốc bữa cơm này ước chừng ăn có một giờ tất cả mọi người không uống ít rượu uống rượu về sau mọi người cũng đều trò chuyện trong lúc đó hoàng thiếu cát cũng không lại trêu chọc lâm hữu phàm cùng kiều tâm nghiên từ từ kiều thần y các ngươi mới tới nam ninh thị một hồi ta mang các ngươi tới kiến thức một chút chúng ta nam ninh thị đặc sắc hoàng thiếu cát bưng thủy tinh ly đế cao một mặt thần bí hề hề biểu lộ đặc sắc đó là cái gì a à? Trịnh nhiễm nhiễm uống mấy chén rượu đỏ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn quyến rũ động lòng người nghe qua vu cổ chi thuật sao hoàng thiếu các cười thần bí. Đây không phải là trong phim ảnh mới tồn tại đồ vật sao? Chẳng lẽ thật là có? Nghe được cái này, trịnh nhiễm nhiễm trong nháy mắt hứng thú. Dù sao loại đồ vật mơ hồ này, đặc biệt khả năng hấp dẫn người lòng hiếu kỳ. Đừng nói là trịnh nhiễm nhiễm, liền đang ăn uống nghiến kiều tâm nghiêng đều lặng lẽ dựng lỗ tai lên. Có ta hay không nói không tính, đợi buổi tối 6 giờ về sau, các ngươi đến khách sạn đại sảnh tụ tập, ta mang các ngươi tới kiến thức một chút. Hoàng thiếu các cười nói. Hảo. Trịnh nhiễm nhiễm không chút do dự gật đầu đáp ứng. Sau đó, nàng lại nhìn về phía Kiều Tâm Nghiên nói, "Kiều thần y, ngài muốn hay không cũng cùng đi nhìn một chút." "Phù hộ phàm ca ca đi, ta liền đi, hắn không đi, vậy ta cũng không đi." Kiều Tâm Nghiên quay đầu nhìn về phía Lâm Hữu Phàm. "Vậy thì đi thôi. Ta cũng chưa từng thấy qua, vừa vặn tăng một chút kiến thức." Lâm Hữu Phàm tự nhiên nhìn ra Kiều Tâm Nghiên cũng có hứng thú, thế là gật đầu đáp ứng. Hoàng thiếu cát nghe vậy, khinh thường nhếch miệng, nếu không phải là bởi vì trịnh nhiễm nhiễm cùng kiều tâm nghiên nguyên nhân hắn mới sẽ không mang lên lâm hữu phàm bất quá trở ngại trịnh nhiễm nhiễm mặt mũi hắn sẽ không cùng lâm hữu phàm vạch mặt bữa tiệc vẫn còn tiếp tục ăn uống linh đình nâng ly cạn chén bầu không khí vô cùng náo nhiệt trong bữa tiệc trịnh nhiễm nhiễm cùng hoàng thiếu các hai người nhắc tới trước đó đại học thời kỳ chuyện cũ mà kiều tâm nghiên thì vùi đầu ăn các món ăn ngon trong lúc đó có mấy tên hoàng khố phú thiếu tới bắt chuyện nhưng đều bị kiều tâm nghiên làm như không thấy phù hộ phàm ca ca cái này đùi già cho ngươi phù hộ phàm ca ca cái này ngọt canh mùi vị không tệ a à, ngươi nếm thử phù hộ phàm ca ca cái này đồ ăn ta lần thứ nhất ăn cảm giác còn có thể ngươi thử xem Phạm là kiều tâm nghiên cảm thấy ăn ngon nàng cũng không quên chia sẻ cho lâm hữu phàm lâm hữu phàm toàn trình cơ hồ không có kẹp đồ ăn nhưng mình trong chén nhưng lại có ăn không hết đồ ăn bên cạnh vài tên hoàng khố phú thiếu thấy có hâm mộ có chút thì một mặt ghét bỏ cảm thấy kiều tâm nghiên cùng lâm hữu phàm thị nông thôn tới giới nhũi chưa từng va chạm xã hội chưa ăn qua mỹ thực ăn uống no đủ sau Hoàng thiếu các để cho người ta giúp Trịnh Nhiễm Nhiễm cùng với Lâm Hữu Phàm bọn người thuê xong một gian phòng. Đại gia về đến phòng nghỉ ngơi, đồng thời ước định cẩn thận thời gian, 6 giờ đến khách sạn đại sảnh tụ tập. Về đến phòng, Kiều Tâm nghiêng một cái bay nhào, trực tiếp nhào vào trên giường. Lâm Hữu Phàm cởi áo khoác xuống, đưa tay đem gian phòng đèn mở ra, nhưng lại tại mở đèn trong nháy mắt, hắn phát hiện phòng ngủ gian phòng phía trên trung ương điều hòa không khí bên trên có một cái màu đỏ phản quan điểm. Ân. Lâm Hữu Phàm vặn lông mày, tìm cái ghế giữa xích lại gần nhìn một chút, chỉ thấy trung ương máy điều hòa không khí ra đầu gió bên trong lại có một cái cỡ nhỏ camera. Cùng trong lúc nhất thời, trong một phòng khác bên trong, hoàng thiếu các bọn người đang vây ở phòng khách trước máy vi tính sách tay. Một cái thấp gầy lùn gầy hoàng khố tử đệ vỗ đùi nói, mờ nờ, cư nhiên bị phát hiện. Ngươi cái ngu ngốc, ta liền nói đổi chỗ A. Ngươi không nghe, bây giờ tốt, không có nhìn. Là một tên hoàng khố bất mãn quán trách. Ngươi mẹ nó nói ai đần độn. Nói ngươi thế nào, không phục A. Có gan ngươi lặp lại lần nữa gặp hai người đồng bạn tự hồ muốn cãi vã, hoàng thiếu các nhanh chóng khuyên can, đi, nhìn không có ý gì. Buổi tối cũng không phải không có cơ hội, chỉ cần trở thành, ta không chỉ có thể nhìn, còn có thể động tay đâu. Chương 209, Thần Bí Long Đại Sư Hắc hắc, nói cũng đúng. Nghe nói như thế, cái kia hai tên hoàng khố cũng không ầm ĩ. Lúc này, cái kia thấp gầy lùng gầy hoàng khố dùng con chuột điểm một chút, hoán đổi một cái khác camera giám sát. Cơ nờ, tiểu tử ngươi liền trịnh gia thiên kim giang phòng đều trang. Một cái phú thiếu mở to hai mắt, nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi nhìn không chớp mắt. Hình ảnh theo dõi bên trong, một cái dáng người cao gầy nữ tử đang tại cởi áo nới dây lưng, coi khuôn mặt, đương nhiên đó là Trịnh Gia Thiên Kim Trịnh từ từ. Một giây sau, Hoàng Thiếu Cát trong phòng liền truyền ra một hồi tiếng sói tru cùng tiếng huyết sáo. 6 giờ tối, Trừng Phù Hộ Phàm cùng Kiều Tâm Nghiên đi tới khách sạn đại sảnh, lúc này, Trịnh Từ Từ cùng hai tên bảo tiêu đã trước một bước ở đại sảnh chờ. Trong đó cái kia tên là Simon Bảo Tiêu nhìn thấy Trừng Phù Hộ Phàm lúc, vẫn không quên hung hăng trừng Trừng Phù Hộ Phàm một mắt. Tất cả mọi người rất chuẩn lúc a đi đi đi, xuất phát. Ước chừng qua trên dưới 2 phút, hoàng thiếu các mang theo 6 tên hoàng khố đi tới. Những thứ này hoàng khố nhìn về phía trịnh từ từ lúc, trong ánh mắt đều mang một tia nụ cười vô hình, làm cho trịnh từ từ hơi kinh ngạc không hiểu. Giống như phía trước, trịnh từ từ cùng hoàng thiếu các một chiếc xe, mà rừng phù hộ phàm vẫn là cùng kiều tâm nghi ngồi lên cái kia tiểu mập mạp lao vụt. Một nhóm 12 người năm chiếc xe, từ khách sạn xuất phát, đi tới nội thành phụ cận một chỗ thôn trang nhỏ. Gần tới một giờ đường xe, thẳng đến sát trời đã triệt để lờ mờ tiếp lúc, mọi người mới tới mục đích ở đây thật hẻo lánh a à. vừa xuống xe kiều tâm nghiêng nhíu mày đập vào mắt thấy mặc dù có bách gia đèn đuốc lại cho người ta một loại tiếng vào sơn thôn lão lâm thôn trang nhỏ ghé vu lốt điên cái này thôn trang nhỏ phòng ốc không phải rất dày tụ tập ngoại trừ có số ít tiểu dương lâu càng nhiều thì hơn là rất lại phía sau vùng núi loại kia nói xanh phòng đất hoàng thiếu người xác định không có tính sai chỗ thuở nhỏ xuất thân hào môn trịnh từ từ nhìn thấy cảnh tượng như thế cũng không khỏi nhíu mày hại không có tính sai ta tới qua nhiều lần hoàng thiếu cắt cười cười dẫn đám người hướng về trong thôn trang nhỏ đi đến. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người liền đã đến trong thôn chỗ sâu nhất một gia đình cửa ra vào. Gia đình này cùng lúc trước đi qua những thôn dân kia nhà ở rõ ràng khác biệt, đây là một cái coi như nhìn được tứ hợp viện. Cửa sân còn có ụ đá, trên đông đá điêu khắc một chút tạo hình kỳ quái đồ án, bên trong có xà, có rừng phù hộ phàm cũng chưa từng thấy qua kỳ quái côn trùng. Đông đông đông. Hoàng thiếu các gõ gõ sơn hồng đại môn. Lúc này, hai tên cổng củi đốt nông phu trùng hợp đi ngang qua, gặp một đám người xuất hiện tại cửa tứ hợp viện, cũng là sợ hết hồn, vội vàng bước nhanh rời đi. Kẹt kẹt. Sơn Hồng Đại Môn bị người từ bên trong kéo ra, chói tai tiếng mở cửa để cho tất cả mọi người không khỏi vặn lông mày. Chỉ thấy một cái vóc người còng xuống, mặt cổ quái phục sức lão nhân đứng ở bên trong cửa. Nha, nguyên lai là Hoàng Thiếu A, nhanh chóng trong phòng ngồi. Lão nhân ước chừng có 7, 80 tuổi, há mồm lúc nói chuyện, mơ hồ có thể thấy được số lượng không nhiều mấy quả răng vàng hắn sinh một tấm hèn mọn khuôn mặt, nhăn nhúng khuôn mặt, chợt mắt nhìn đi, liền tựa như một cái trở thành tinh trồn. Long đại sư, đây đều là bằng hữu của ta, phía trước trong điện thoại ta đề cập tới, bọn hắn đều nghĩ mở mang kiến thức một chút ngài thủ đoạn đặc thù. Hoàng thiếu các trước tiên hướng về đi vào, vừa đi còn biên hòa lão nhân hàng huyên. Hắc hắc, mở mang kiến thức một chút dễ nói, bất quá đi, quy củ của ta ngươi là hiểu. Long đại sư hắc 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 cười, trong một đôi tròng mắt đục ngầu thoáng qua một tia xảo trá thần sắc. Minh bạch minh bạch, đây là ngày phía trước một mực lo nghĩ đồ vật, ta cho ngài mang tới hoàng thiếu các nghe vậy hướng một cái hoàng khố vẫy vẫy tay cái kia hoàng khố lập tức đưa qua một cái gói nhỏ bất quá trong bao là cái gì cũng không biết được hoàng thiếu các đem bao khỏa đưa đến long đại sư trong tay long đại sư mở ra nhìn sang chợt hắc hắc cười đễu nói tiểu tử ngươi sẽ làm chuyện thành hôm nay ta liền để ngươi tại ngươi đám bằng hữu này nhóm trước mặt thật dài mặt mũi nói xong long đại sư mang theo mọi người đi tới tứ hợp viện bên trong ngay phía trước một chỗ phòng khách trong phòng khách chỉ có 12 tấm cái ghế đối diện môn phía trước là hai loại ghế bành phía dưới phân biệt hai bên có năm cái chiếc ghế gỗ Long đại sư ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, hoàng thiếu các việc nhân đức không nhường ai ngồi ở tay trái hắn bên cạnh trên ghế, phía dưới trịnh từ từ, kiều tâm nghiêng, trừng phù hộ phàm cùng với phía trước lái xe dẫn hắn hai tới tiểu mập mạp ngồi một loạt, còn lại năm tên hoàng khố thì ngồi ở đối diện bọn họ một loạt. Hai tên bảo tiêu đứng tại trịnh từ từ sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy trịnh nhiễm nhiễm an toàn. Chư vị đường xa mà đến, đều mệt không? Tới, uống trước chút nước trà giải khát một chút. Long đại sư ha ha cười, dùng ngón tay then chốt gõ bàn một cái. Đám người đang tự hiếu kỳ lúc, chợt thấy một đám màu vàng, lông xù tiểu gia hỏa dơ khay từ thiên kính phương hướng đi tới. Ta đi, đây là gì đồ vật? Thiên vốn là lờ mờ, trong tứ hợp viện mặc dù mang theo đèn lồng, nhưng ánh mắt cũng không phải rất rõ ràng. Khi đám kia lông xù tiểu gia hỏa xích lại gần về sau, đám người lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, cái này càng là một đám đứng thẳng đi lại trồn. Những thứ này trồn trong mắt đen lúng liếng mà chuyển động, nhìn đều rất giật mình. Uống trà a. Long đại sư rất hài lòng phản ứng của mọi người, hơi hơi khoát tay áo, những cái kia chồn lập tức giống như thu đến mệnh lệnh, phân biệt đi tới trước mặt mọi người chơi thật vui kiều tâm nghiên thứ nhất đưa tay từ trong khay bưng lên một ly hiện ra nhiệt khí nước trà nhưng trong mắt lại vẫn luôn nhìn chầm chằm trước mắt nàng cái chủng loại kia đồ chơi nhỏ lúc này kiều tâm nghiên trong bao đeo màu trắng sủng vật chồn lại là thái độ khác thường bắt đầu trở nên lộn xộn kiều tâm nghiên đưa tay đi vào xoa sủng vật chồn đầu trấn an này mới khiến sủng vật trồn yên tĩnh trở lại ôi ta đi có chút ý tứ a một cái hoàng khố dùng nhìn ly kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt đồ chơi nhỏ đồng thời đưa tay dự định đi sờ một cái chi chi. Nhưng mà, tay hắn vừa vươn đi ra, cái kia trùng lập tức cắn một cái xuống dưới. Nó hướng về phía cái kia hoàng khố nghe răng trợn mắt, một mặt hung ác bộ dáng. Lớn mật. Long đại sư thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, chén trà trong tay nắp chén bị hắn lập tức bóp nát, theo hắn vung tay lên, ly kia dựng mảnh vụn trong nháy mắt về một tiếng phá không bay đi. Thổi phù một tiếng. Vốn là còn một mặt hung ác trùng trong nháy mắt liền bị chén trà mảnh vụn đâm xuyên qua cổ. Ô ít một tiếng sau, liền mềm nhũng bày tại trên mặt đất, thời gian nháy mắt, liền không một tiếng động những thứ này tiểu súc sinh vừa thuần hóa không lâu bao nhiêu còn mang theo điểm thú tính để cho đại gia chê cười long đại sư đặt chén trà xuống hướng mọi người ôm quyền sau đó nghiêm nghị quát lên còn không mau đem tiểu súc sinh này xử lý sạch ra lệnh một tiếng còn lại mấy cái trùng lập tức hấp tấp chạy tới đem cái kia chết mất trùng vây lại mọi người ở đây hiếu kỳ bọn chúng bước kế tiếp sẽ làm lúc nào đã thấy những thứ này trùng vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ đem lúc trước chết mất cái kia trùng ăn hết nhìn xem trước mắt máu tanh một màn kiều tâm nghiên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt thì thay đổi nàng nhíu mày không nói một lời. Xem như trung y, nàng đã từng cho người ta làm qua một chút giải phẫu các loại, bởi vậy, máu tanh hình ảnh, cũng đã gặp không ít. Nhưng trịnh từ từ xuất thân hào môn, chưa từng gặp qua cảnh tượng bực này. Nhìn xem cái này máu tanh hình ảnh, trịnh từ từ nhịn không được phụ thân nôn mửa. Lúc này, Long Đại Sư ánh mắt cũng bị trịnh từ từ hấp dẫn, hắn quay đầu nhìn lại, gặp trịnh từ từ dáng dấp còn không tệ, dáng người cũng rất tốt, không khỏi liếm môi một cái, đáy mắt thoáng qua một vòng âm tà thần sắc. Chương 210, Quỷ dị thủ đoạn ánh mắt lướt qua trịnh từ từ nhìn về phía một bên kiều tâm nghiêng. long đại sư trong nháy mắt đôi mắt sáng lên cực phẩm a trong lòng của hắn âm thầm nói thầm lúc này một đạo ánh mắt bén nhọn đột nhiên nhìn về phía hắn hình như có cảm giác long đại sư lần theo ánh mắt nhìn qua chỉ thấy một cái 20 tuổi thanh niên ánh mắt vô cùng sắc bén theo dõi hắn cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt không khỏi làm long đại sư rùng mình một cái long đại sư nước trà đều uống rồi chừng nào thì bắt đầu ngươi biểu diễn a hoàng thiếu cát cười hỏi nghe vậy Long Đại Sư lập tức nghiêm mặt nói, không gấp không gấp, ta cần trước tiên chuẩn bị một chút. Nói xong, Long Đại Sư đứng dậy hướng về tiền phòng đi đến. Long Đại Sư, ta với ngươi cùng đi. Hoàng Thiếu Các thấy thế, vội vàng đứng dậy đi theo, lưu lại mọi người còn lại ở phòng khách chờ. Long Đại Sư đi tới thiên thính một căn phòng, Hoàng Thiếu Các bước nhanh đưa tới. Long Đại Sư, trong tấm thẻ này có 20 vạn, một hồi, còn xin Long Đại Sư giúp chút ít việc. Hoàng Thiếu Các từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng, nhét vào Long Đại Sư trong tay. Ha ha ha, dễ nói dễ nói, tiện tay mà thôi thôi. Long đại sư nghe được hoàng thiếu các lời nói sau, cười tà một tiếng, đem thẻ ngân hàng nhét vào túi. Lúc này, trong phòng khách, Trịnh Từ từ sắc mặt biến thành hơi có chút trắng bệch, Bảo Tiêu đưa qua khăn giấy ướt, nàng vừa lau lau lấy khóe miệng, bên cạnh cố nén muốn nôn mửa xúc động. Sớm biết buồn nôn như vậy, ta không tới. Trịnh Từ từ lông mày dựng thẳng, một mặt vẻ mặt chán ghét. Đối diện một cái hoàng khố nghe vậy, cười ha hả nói, Trịnh tiểu thư, vừa mới đây chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi, đừng để trong lòng. Lốt điên. Nhưng mà, Trịnh Từ Từ lại là không nhìn thẳng cái kia hoàng khố lời nói. Xem như thành phố Tô đỉnh Tiêm Hào môn nhà Thiên Kim đại tiểu thư, nàng tiếp xúc cũng là đỉnh tiêm phú thiếu, đỉnh tiêm Thiên Kim, như nam Ninh thành phố thổ dân phú thiếu, ở trong mắt nàng, đó chính là thổ báo tử thôi. Hoàng thiếu các ở đây, nàng có lẽ còn biết xem ở trường hữu trên mặt trò chuyện vài câu, những người khác. Cái kia hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của nàng. Cái kia hoàng khố gặp Trịnh Từ Từ không nhìn chính mình, trên mặt ít nhiều có chút không nhịn được, hắn cười ngượng ngùng hai tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng sắc mặt lại âm trầm vô cùng hừ, nhường ngươi cao quý, chờ đến sau nửa đêm, xem ta như thế nào quất ngươi. Cái kia hoàng khố thầm nghĩ trong lòng. Không bao lâu, Long Đại Sư mang theo hoàng thiếu cắt trở về. Các ngươi là cố ý tới muốn kiến thức một chút vu cổ chi thuật đúng không? Long Đại Sư mang theo cái túi vải rách, tiện tay để ở một bên trên bàn vuông, cười ha hả nhìn xem đám người. Long Đại Sư, thế gian này thật có vu cổ chi thuật sao? Một cái hoàng khố hơi nghi hoặc một chút mà đặt câu hỏi. Long Đại Sư cười cười, cũng không trả lời, mà là trong từ cái kia túi vải rách lấy ra một cái đen như mực, lớn chừng bàn tay bình gốm. Đây là. Cái kia hoàng khố có chút không hiểu nhìn chằm chằm Long đại sư trong tay bình gốm. Ai đó, ngươi vừa không phải là bị cắn một cái sao? Đến, ta thay ngươi trừ độc. Long đại sư trùng chi phía trước bị trùng cắn nát ngón tay hoàng khố vẫy vẫy tay. Cái kia hoàng khố lá gan cũng lớn, đứng dậy liền đi qua. Ngươi đem ngón tay bỏ vào. Long đại sư đem bình gốm mở ra một đạo ngón cái rộng khe hở. Cái kia hoàng khố nghe vậy, có chút khiếp đảm nhưng thấy tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm, hắn vẫn là cả gan đem còn tại chảy máu ngón tay duỗi vào. Út! Bỗng nhiên, cái kia hoàng khố phát ra một tiếng thanh âm quái dị. Thanh âm kia, tự hồ nghe đứng lên rất sảng khoái một dạng. Một cái thấp gầy lùng gầy phú thiếu thấy thế, cười hỏi, ta đi, gọi tao như vậy. Ngươi thế nào được? Trong này là cái gì? Giống như có đồ vật gì đem đầu ngón tay của ta ngậm lấy, chật chật, cảm giác này, vẫn rất sảng khoái. Ha ha ha! Cái kia hoàng khố nói, còn cười ha ha. Thấy hắn như thế, Đám người cũng đều bắt đầu hiếu kỳ trong bình gốm này đồ vật. A, à, xong việc. Cảm giác biến mất, cái kia hoàng khố đem ngón tay rút ra. Tập trung nhìn vào, cái kia hoàng khố trong nháy mắt choáng váng. Phía trước còn bị cắn nát, chảy máu ra vết thương, lúc này vậy mà khép lại. Trên tay của ta vết thương, tốt. Long đại sư, ngươi đây là làm sao làm được a? À? Cái kia hoàng khố kinh hô lên. Đám người nghe vậy, đều đứng dậy đưa tới. Gặp cái kia hoàng khố ngón tay quả thật tốt hơn nữa vết thương lại còn tại ngắn như vậy thời gian bên trong khép lại, đại gia hỏa đều kinh hãi. Trong này là ta nuôi dưỡng cổ trùng, chuyên môn dùng để trị liệu bị thương. Long đại sư cười hắc hắc, đem màu đen tiểu đào bình bỏ vào cái kia túi vải rách. Một cái hoàng khố không chịu nổi lòng hiếu kỳ, đối với Long đại sư nói, Long đại sư, cái gì cổ trùng thần kỳ như vậy? Để chúng ta xem thôi. Đúng thế, Long đại sư, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, chúng ta cố ý tới chính là nhìn ngươi thi triển vu cổ chi thuật, ngươi cái này nhìn cũng không cho chúng ta nhìn, cũng quá không có ý nghĩa a. À là một tên hoàng khố phụ họa nói muốn nhìn a à? có thể một người một vạn ta để các ngươi nhìn một chút long đại sư trực tiếp trả giá những cái này hoàng khố nghe xong trong nháy mắt khinh thường cười một vạn mà thôi chút chuyện bao lớn lập tức một cái hoàng khố muốn tới long đại sư thẻ ngân hàng tài khoản trực tiếp cho hắn chuyển 10 vạn đi qua thu đến tiền long đại sư cũng không keo kịp hắn đem tiểu đào bình lấy ra đồng thời ngay trước mặt mọi người đem hắn mở ra ánh mắt của mọi người đều thấy đi qua mượn ánh nến chỉ thấy bình gốm bỗng nhiên nằm sấp một cái to béo, lại xấu xí vô cùng con cóc. Quẹ. Phía trước tên kia đem ngón tay luồn vào đi hoàng khố thấy, trực tiếp liền phun. Còn lại hoàng khố thấy thế, đều lộ ra một bộ nhìn có chút hả hê cười xấu xa. Trịnh từ từ nhíu mày nói, cái này của trùng mặc dù xấu xí một chút, nhưng chính xác rất thần kỳ. Đây chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, không ra gì, ta áp đáy hòm đồ vật có thể so sánh thần kỳ nhiều. Long đại sư đắp lên cái nắp, đem bình gốm thu hồi túi vải rách, lại lấy ra một bạc tay lớn nhỏ la bàn tại mọi người trong ánh mắt tò mò long đại sư miệng lẩm bẩm sau đó cắn nát ngón tay đem một giọt máu tươi nhỏ vào trong la bàn một giây sau toàn bộ trong phòng khách nhiệt độ chợt hạ xuống ngay sau đó một hồi lít nha lít nhít ngay da đầu rung lên âm thanh từ ngoài viện truyền đến đám người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi đen nghìn nghịt đủ mọi màu sắc côn trùng đang hướng phòng khách phương hướng bò tới cmn cái này đều cái gì a à? thật thấm người a à? một cái hoàng khố kinh hô một tiếng nhảy lên cái ghế đừng sợ đây đều là chịu ta thúc đẩy côn trùng thôi Long đại sư cười cười, ngón tay tại trên la bàn di động. Mà những côn trùng kia tự hồ thu đến một loại nào đó chỉ lệnh, theo long đại sư ngón tay di động phương hướng bắt đầu di động. Long đại sư ngón tay dừng lại bất động, những côn trùng kia cũng đi theo bất động. Thú vị, thú vị a. À. Đây chính là cổ trùng sao? Một cái phú thiếu cảm thấy rất là hiếm lạ. Cổ trùng. Ngươi đang mở trò đùa sao? Cái gọi là chính cổ một ngao, trăm trùng một cổ, cổ trùng cũng không phải khắp nơi có thể thấy được, cần hoa đại lượng thời gian đi nuôi. Ta nếu là có thể dưỡng nhiều như vậy cổ trùng, há lại sẽ căn nhà nhỏ bé nơi này." Long đại sư trắng cái kia phú thiếu một mắt. "Long đại sư, vậy ngươi mau để cho chúng ta xem cổ trùng như thế nào a?" À? Mới vừa nói tên kia phú thiếu có chút nóng nảy đạo. "Muốn nhìn a? À? Đi." Long đại sư nghe vậy, cười thần bí, bỗng nhiên trùng chi lúc trước danh thủ chỉ bị cắn bị thương hoàng khố nhìn lại. Cái kia hoàng khố không biết Long đại sư vì cái gì nhìn mình, đang chuẩn bị đặt câu hỏi, chỉ thấy Long đại sư từ trong túi vải rách lấy ra một cái trống nhỏ, hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh cái kia trống nhỏ mà phía trước tên kia hoàng khố liền tựa như phát điên đồng dạng hai tay duỗi ra hai chân khép lại tại chỗ nhảy quay người long đại sư hét lớn một tiếng tiếp tục gõ trống nhỏ cái kia hoàng khố lại thật sự nghe lời quay người bắt đầu vây quanh viện tử nhảy sắc trời vốn là lờ mờ xa xa nhìn lại cũng cảm giác cái kia hoàng khố rất giống cản đảo trong phim ảnh cương thi đây là vua cổ cảng thi thuật đại gia cảm thấy thế nào long đại sư quỷ dị nở nụ cười